Mới xuất viện sao không ở nhà? Tới công ty làm gì? Bác Nga đang đợi mày ở nhà đó. Gọi điện cho mẹ tao, nói tao có việc ở công ty, sẽ về sau. Thiệt. Dạ chào sếp. Ê bà, tôi nói nghe nè, sếp Trung vừa mới trải qua thập tử nhất sinh mà sao đi làm sớm dữ vậy? Ê, có khi nào biết vụ đó rồi không? Ờ thì cái vụ ông Thanh với bà Mỹ á, định thành lập công ty riêng á. Im. Đó là chuyện lớn đó, đừng có mà ăn nói bậy bạ ở đây. Có gì tí nữa về phòng rồi tám. Ừ, ok. Đi theo chị. Dạ. Em để đây đi. À, anh Thanh dạ. Đâu rồi em? À dạ, anh Thanh ra ngoài có công việc rồi chị. Vậy em coi coi ở dưới còn việc gì không phụ mọi người nha. Dạ. Anh. Vậy là bây giờ đã có công ty riêng của hai đứa mình rồi. Chỉ cần phát triển cho nó lớn mạnh nữa thôi. Đương nhiên rồi. Chỉ cần tất cả nền tảng, đối tác, khách hàng và những nhân viên cộm cán của K&T qua đây thì chắc chắn mình sẽ ổn và lớn mạnh. Anh à, em làm tất cả cũng chỉ vì anh đó. Em phản bội lại gia đình của mình. Tại vì em đã tìm được gia đình hiện tại rồi. Đương nhiên rồi. Anh là gia đình duy nhất của em mà. Con trai. Mẹ. Mẹ chúc mừng con. Con đã làm cho mẹ nở mày nở mặt với bà con lối xóm rồi. Dạ. Ừ. Cũng như một phần đó là công của Mỹ. À, hồi nãy ở dưới á, mẹ chụp hình quá trời luôn. Đủ hết mọi kiểu, đủ mọi góc hết. Bây giờ mẹ lên đây á, chủ yếu là mẹ chụp hình với tân chủ tịch. Bây giờ á, mẹ mời con vô bàn chủ tịch nè. Mẹ chụp hình rồi để mẹ đem về á, mẹ khoe bà con lối xóm. Nhất là bà Hồng, phải cho bà biết là con của mẹ cũng đã làm giám đốc. Thôi mẹ, mới khởi đầu thôi mà. Khởi đầu hay kết thúc gì cũng phải chụp hết á. Đi vô đi con, đi vô, đi vô, đi vô. Dạ. Đi vô để mẹ chụp hình. Vô ngồi con, vô ngồi, vô ngồi. Đó, ngồi xuống. Dạ. Quay nghiêng coi. Cái bó quà này hơi xa, để vô con. Trời ơi, để vô một chút nữa nè. Đó, con phải đẹp không? Giám đốc đây, chúc mừng công ty thương mại điện tử đồ đàng hoàng khai trương Hồng Phát. Nghiêm trang lên nha. Đó, đó. Rồi, đổi thế, đổi thế, đổi thế. Dạ. Ừ, để bọng vô sát chút nữa con. Đây, được chưa mẹ? Được. 1, 2, 3, chụp. Mẹ, mẹ, chờ chút. Hả? Mỹ, vô chụp với anh luôn nè. Dạ. Không, 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 để kỳ khác. Để chụp mình con thôi. Đã nói đi khoe với bà con mà. Sao chụp chung với con Mỹ được? Đó, rồi. Cười con, trời ơi. Con uy nghi quá à. Rồi, đúng rồi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Rồi, đổi kiểu, làm tấm khác nghe. Dạ thưa bà, cậu Thiện á, mới vừa gọi điện thoại về báo là mình đừng có chờ nữa. Tại vì cậu Trung đang bận nhiều việc ở trên công ty. Thằng Trung không về kịp thì gọi thằng Thiện về ngay. Dạ. Alo, con nghe này gì Tư? À, Thiện hả? Dạ. Bà kêu con về gấp kìa. Ủa, có chuyện gì vậy gì? Chắc hỏi về chuyện của cậu Trung á. Mà nè. Dạ. Dì dặn con này nghe không? Hiện giờ á, bà đang giận dữ lắm. Một hồi nữa con qua, con nhớ lựa lời mà nói nghe con. Dạ, con biết rồi. Ừ. Dặn vậy liền. Thôi à. Dạ, bà ơi. Tôi gọi cậu Thiện rồi. Cậu Thiện nói á, là sẽ qua gấp. Mà có chuyện gì á thì bà hãy bình tĩnh nha bà. Nếu không á thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Hai cái đứa này đi đâu mất tiêu à. Khách hàng thì người ta hối, một mình làm sao xuể không biết nữa. Alo. Sao giờ này chưa giao hàng cho tôi nữa? Trời đất,
chưa giao cho chị nữa hả? Chưa. Dạ, em xin lỗi chị, em kiểm tra lại liền. Lẹ cho tôi dạ, nghe. Em xin lỗi chị nhiều. Không biết hai cái đứa này đi đâu vậy trời. Em đừng điện cho anh Tí nữa mất công. Anh có nhờ nó chạy lo cho anh ít gì rồi. Sao anh Thiện nói là chiều nay em mới xuất viện mà. Nhớ em quá, trốn gì chị đi gặp em không được hả? Cứ ghẹo người ta không mà. Đó thấy chưa, ghẹo người ta chi rồi giờ bị đau. Anh mới xuất viện, sức khỏe còn yếu lắm. Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi, qua đây làm gì? Anh khỏe mà. Thôi. Với lại anh tới đây đi nhờ em về chăm sóc cho anh nè. Rồi, được rồi. Mỗi ngày á em sẽ qua em nấu thiệt là nhiều món ngon để tẩm bổ cho anh, cho đến khi mà anh khỏe hẳn, chịu chưa? Không, em phải dọn đồ qua ở với anh. Nè, người ta là con gái chưa chồng á nha, sao mà qua ở chung với anh được? Thực ra thời gian anh nằm viện có người muốn ám sát anh. Cái gì? Ám sát anh hả? Có người muốn giết anh. Có thể thời gian vừa qua hắn nghĩ là anh đã biết được bí mật gì đó của hắn ta, nên anh nghĩ em cũng sẽ gặp nguy hiểm, nhất là trong thời gian này. Em biết là anh lo cho em, nhưng mà bây giờ về nhà anh thì... Em đừng có lo, em cũng biết là nhà anh nhiều phòng mà. Nếu mà em ngại á thì cứ việc khóa cửa phòng lại. Thôi, đừng có chần chừ nữa, anh tính xong cho em hết rồi. Nè, đi với anh. Khoan đã, em phải dọn dẹp lại cửa hàng với lại xếp cái thùng rau này cho khách nữa. Anh ngồi đây chờ em chút xíu nha. Để anh phụ em nha. Thôi, phụ rồi đau đó. Anh ngồi đây chờ em đi, nhanh lắm nha. Sao vậy? Hành lý của em có nhiêu đây thôi sao? Ừ, đồ em có nhiêu đâu, có chút xíu à. Chị, đêm bữa nay á em với bé tiễn chị qua nhà anh Trung nha. Ừ, mình đi. Ủa khoan khoan, chưa ai hỏi ý kiến gì của tôi luôn á. Có gì đâu phải hỏi nữa chị. Đúng rồi, tất cả là vì sự an toàn của chị á. Đi. Đây, chị xách cái này cho. Thôi, để em làm được rồi. Thôi được rồi, mệt ghê vậy đó. Em với hai đứa ngồi đi. Dạ. Ôi, nhà xịn thiệt chứ. Cái gì cũng tự động hết á. Dán hoàng cái nó sáng bừng luôn á. Công nhận nhà anh Trung đẹp thiệt á. Anh Trung, anh còn dư phòng nào không cho em với bé qua ở ké với? Vũ diến. Thôi anh Trung, bây giờ tụi em giao chị Hằng lại cho anh á. Anh chăm sóc chị cho tốt nha. Nè, nói gì vậy? Dạ thôi tụi em về nha. Để uống nước dài dài một cái. Dạ, dạ. Tụi em về nha. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc nha. Nói gì vậy cái thằng này? Đó, nghe tụi nó ghẹo chưa? Vừa lòng anh chưa? Cũng tạm tạm mà. Trước mắt, vì sự an toàn của em, anh không nghĩ được cách nào hay hơn cách này hết. Kẻ ác thì đang ở trong tối, mình thì ngoài sáng. Cứ đảm bảo an toàn cho mình trước đã. Tạm tha cho anh đó. Anh Phong, nay em thấy á, anh khỏe nhiều rồi đó. Nhưng mà đừng vận động quá sức. Anh muốn hồi phục gấp và thiệt là khỏe để gặp một người. Người đó cần biết một bí mật. Nhưng mà anh nên nghỉ ngơi ít hôm nữa đi, chứ em thấy anh còn yếu lắm đó. Anh biết rồi. Mày đi. Mẹ. Ui da. Con, sao vậy con? Ngồi xuống đi con.
Bộ hôm nay nhiều hàng lắm hả con? Làm gì á cũng phải vừa sức thôi. Dạ dạ. Mẹ ơi, cái lưng bất ổn của con. Trời, cái kiểu này Làm gì thì làm, cũng phải chú ý tới sức khỏe chứ con. Nếu mà việc nhiều quá thì kiểu quan hàng nó tăng lương cho con đi. Hay là kiếm thêm người phụ con cũng được mà. Mẹ ơi, việc này sao trả lương được hả mẹ? Sao không được? Thì con phụ người ta mà. Vậy thôi, nghỉ việc đi. Không có ai mà bỏ công sức làm không cho người ta như vậy hết á. Con cứ việc ở nhà uống tóc, mẹ trả lương cho con cho. Thôi, con phụ chị Hằng chuyển đồ qua nhà của anh Trung, gắn kết tình cảm của hai anh chị luôn. Cái gì? Hai đứa chuyển về ở chung với nhau luôn hả? Ừ. Hai đứa chưa cưới hỏi gì hết trơn mà. Mà đã xin phép người lớn chưa? Không được, mẹ phải đi gặp con Hằng mới được. Nó không có ba mẹ thì để mẹ làm thay cho. Trời mẹ ơi, không phải như mẹ nghĩ đâu. Chuyện rành rành như vậy mà còn không phải gì nữa. Mẹ thương con Hằng như con gái vậy đó. Cái gì không phải á thì mẹ phải nói cho nó biết. Con nhỏ này nó khổ một lần rồi, không để nó khổ một lần nữa được đâu. Anh Trung á, anh muốn chị Hằng gì đó ở một thời gian để bảo vệ chị thôi mà. Cái gì? Sao phải bảo vệ? Ủa, con Hằng nó bị xã hội đang dí nợ rồi hay á, rồi trốn hay sao mà phải bảo vệ? Câu chuyện dài lắm, có gì á để con kể mày nghe sao. Nhưng mà nói chung á là hai anh chị trong sáng lắm mẹ ơi. Anh Trung á, anh sợ chị Hằng gặp nguy hiểm nên kêu chị qua ở chung để dễ bảo vệ thôi. Mẹ không có đồng ý đâu. Cho dù bảo vệ gì đi nữa thì nó là con gái, dù sao thì cũng không có dọn tới ở chung với đàn ông khi chưa cưới như vậy được. Con Hằng nó bị một lần với thằng Thanh, bộ nó chưa sợ hay sao vậy? Anh với chị ở chung với nhau mà có ăn cơm trước kẻng đâu. Mẹ làm gì sợ dữ vậy? Con thấy chuyện này cũng bình thường mà. Bộ con trốn dưới gầm giường người ta hay sao mà con biết bình thường? Mẹ nhìn vậy chứ cổ hủ lắm nghe. Ăn cơm trước kẻng là không có được đâu. Mà cái con bé Hằng này cũng dạng ghê á. Con nữa, sau này á mẹ không có thích kiểu con dâu như vậy đâu nghe chưa. Không có được rước đứa đó về đó. Mẹ này. Ây da 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 da. Đau. Con. Mẹ. Con ở đây mai quá, mẹ có chuyện muốn nói với con. Lại chuyện làm dâu nữa phải không mẹ? Mẹ nói riết á, bây giờ ra ngoài con nhìn con gái người ta con thấy sợ, không có cảm xúc gì luôn á. Con nói với mẹ rồi, bây giờ con chỉ tập trung vào công việc thôi. Mẹ làm ơn để con yên đi nha. Mẹ nói chuyện con Hằng á. Chuyện của Hằng? Hằng sao mẹ? Hay quá ha. Nói là không muốn nói chuyện với mẹ mà nghe tới chuyện con Hằng á là quan tâm liền hà. Thôi có chuyện gì mẹ nói đi. Mẹ ở tiệm tóc mới về, mẹ nghe nói là con Hằng nó dọn về, nó sống chung với thằng Trung đó, là cái thằng sếp cũ của con đó. Cái gì? Lâu chưa mẹ? Mẹ không biết, mẹ chỉ nghe người ta nói thôi hà. Hai người đó nhất định là kết hợp với nhau để lật mặt mình đây mà. Không lẽ nó ghen hay sao ta? Như vậy là nó còn thương con Hằng. Đâu có được. Nếu mà nó không nhắm mắt lấy đại con nào á thì tệ lắm, lấy con Mỹ cũng được. Dù sao con Mỹ nó cũng có công ty. Mình phải giúp thằng Thành để cho tương lai của con mình tươi sáng hơn, giống như mình đã từng giúp nó cách đây 3 năm. Khuya lắc khuya lơ mà chưa thấy giác xác về, ngộ ghê. Gọi điện báo, mẹ ơi con đậu rồi. Rồi xong, mất xác cho tới bây giờ. Gặp cái con Hằng này cũng vậy nữa. Ủa, thì thằng Thanh nó đậu phỏng vấn rồi thì để nó đi một mình đi, đu theo nó làm chi. Giờ không thấy đứa nào về hết. Dữ không, giờ mới gọi. Gọi chi? Giờ này gọi hỏi tôi ăn cái gì không, để mua về hối lộ chứ gì. Còn với cái, tôi không ăn gì hết á. Mẹ, con đụng xe chết người rồi mẹ. Con nói cái gì vậy hả? Nói tầm bậy gì vậy? Con lái xe tông chết người rồi mẹ. Cái gì mà lái xe sao tông chết người? Con bình tĩnh lại đi nè. Có thật không? Có thật là người ta đã chết hay chưa? Chết rồi. Chắc chắn rồi hả?
Trời ơi là trời, tại sao lại để xảy ra nông nỗi đó? Đi làm gì cho tới khuya rồi bây giờ đụng người ta chết người. Rồi con Hằng đâu rồi? Cô bị cảm nặng, uống thuốc nên ngủ rồi. Đang ngồi ghế bên cạnh. Ngủ cái gì mà ngủ? Giờ này mà ngủ cái gì? Ê, mà khoan. Con nói nó ngủ ở đâu? Ngủ ở đâu? Dạ, ngủ ghế phụ bên cạnh con đó mẹ. Đang ngủ trong xe của con đó hả? Dạ. Con coi kỹ coi nó còn ngủ không? Con kỹ lại coi. Dạ. Rồi, nè, nghe mẹ hỏi nè. Lúc mà con đụng người ta đó, con Hằng nó có biết gì không? Dạ không. Rồi xung quanh có người nào không? Dạ không có ai hết. Chắc chắn rồi phải không? Dạ. Trời ơi là trời, Thanh ơi. Bây giờ nè. Bây giờ bình tĩnh, nghe mẹ nói thật kỹ. Nghe cho kỹ nè. Bây giờ con tráo đổi vị trí cho nó qua ghế lái. Xong rồi á, con qua bên chỗ con Hằng nha. Mà con nhớ là con phải xỉu luôn. Dạ. Nhớ không? Trước khi mà đẩy con Hằng qua bển á, chùi hết những dấu vân tay của con trên tay lái nghe. Ngó xung quanh coi có ai không. Làm liền cho mẹ nghe chưa? Nhưng mẹ à. Nhanh lên đi, còn nhớ gì nữa? Không có hỏi tại sao hết, làm liền cho mẹ đi. Lẹ lên đi, nhớ xóa dấu vân tay. Nghe chưa? Làm lẹ đi con. Làm đi. Dạ. Trời ơi là trời, chuyện gì vậy là trời? Làm sao mà ra nông nổi này? Trời, không biết tôi nói như vậy nó có làm tới lời tôi dặn hay là không nữa. Trời ơi, Thanh ơi là Thanh ơi. Thanh à, mẹ chỉ có một mình con thôi. Mẹ phải làm tất cả để cho con có cuộc sống tốt đẹp. Mẹ không thể nào để cho cuộc đời của con bị chôn vùi trong tù. Bây giờ trước mắt là chuyện con Hằng. Dù bây giờ á, con Hằng với thằng Trung có đến được với nhau, nó không cặp với thằng Thanh con mình nữa. Nhưng mà nhà thằng Trung giàu quá, nó giàu cho nên mình ghét. Không được, mình phải tới nhà thằng Trung để nói cho mẹ thằng Trung biết được cái quá khứ của con Hằng, để bả xua đuổi nó, để nó phải tự bỏ đi. Nó mất hết thì mình mới hả dạ. Ủa bà? Ừ, tôi có chuyện cần gấp để nói với bà chủ. Bà đi về đi. Về cái gì mà về? Lần này là cái chuyện có liên quan đến hạnh phúc của con trai bà chủ, cho nên tôi cần phải gặp bà. Tôi đã nói bà đi về đi. Đã một lần rồi, bà làm tan nát nhà người ta thì có. Tôi đã nói không về mà. Lần này là tôi muốn báo cho bà chủ biết là con Hằng nó đã sống chung với cậu Trung, giống như là vợ chồng rồi đó. Bà, cái gì? Chị vừa nói gì? Chị vừa nói gì mà có liên quan tới thằng Trung con trai của tôi vậy? Tôi nói là con Hằng với cậu Trung đã sống thử rồi. Bây giờ con Hằng nó dọn đồ về nhà cậu Trung để ở rồi, sống như là vợ chồng. Nè, bà đừng có nói bậy bạ nha. Cái chuyện đó không phải để bà đem ra đây bà nói đâu. Tôi không có nói bậy bạ gì hết á. Tôi nói thật mà. Cái con đó nó dễ sợ lắm. Nó giống như là cái con trùng, là ký sinh trùng đó. Tối ngày nó chỉ biết sống bám vào đàn ông, lúc nào cũng tỏ vẻ ra đau khổ tội nghiệp để cho đàn ông giang tay ra che chở, rước nó về sống chung. Bà quá đáng. Cái chuyện đó, chuyện chị vừa nói có thật hay không? Tôi nói thật. Chị thấy hôm lần trước là tôi nói cũng đúng chứ đâu có sai. Thì lần này cũng vậy thôi. Với lại tôi cũng không có rảnh mà qua đây nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Chẳng qua là tôi thấy cái hoàn cảnh của chị giống tôi, cho nên tôi không muốn chị rơi vào trường hợp giống tôi. Tôi đã từng trải qua. Cái người làm mẹ rất là khổ khi biết thằng con trai của mình nó mê, nó lạc lối đường đi, nó không bao giờ nghe lời, nó tin mình nói đâu. Chị không tin tôi chứ gì? Được, tôi thề, tôi mà nói sai á hả, cho trời sấm sét đổ mưa á, ướt hết mình bẫy tôi đi. Mọi chuyện á chỉ nghe qua bà nói thôi, chưa có kiểm chứng. Bà đi về đi. Muốn kiểm chứng chứ gì? Được, coi như là chị không tin lời tôi nói đi. Chị đến nhà cậu Trung đi, rồi chị sẽ thấy là tôi nói đúng hay là nói sai. Bà đi về đi. Chị bà đi qua về coi đi. Tôi nói thiệt á, chị qua bển đi, chị sẽ thấy tôi nói sống chung với nhau. Đi đi. Bà chủ à, bà đừng có tin những lời gì của bà nói. Bà nói linh tinh thôi. Không phải tự nhiên mà người ta cất công đến đây để nói cho mình nghe đâu.
Thâm Tàng, Thâm Tàng, anh xin lỗi Thâm Tàng, còn nhiều người đang đợi anh về, anh không thể cứ ở đây được. Dì Tư mới gọi điện về, gấp quá, dì lo cho sức khỏe của mẹ. Tối nay em ngủ tạm ở đây nha. Nhưng mà... Không có sao đâu, khuya rồi, em ngủ nha. Em ngủ đi. Mũi quá vậy. Ôi, dậy mày. Gì nữa? Tao thức canh, mày nằm ngủ sướng quá vậy. Tao thấy á, không ấy tụi mình đi về đi. Ở đây chờ hoài không có tác dụng gì hết trơn. Ê, mày đừng có nơi chờ nha. Đại ca mà biết được là mày no đó. Đại ca có hỏi á, thì mày cứ nói là mình đang tìm. Tụi mình ở đây chờ không chứ có vô tìm đâu. À, ngoại trừ cái bữa hai mình xém xíu bắt được tụi nó rồi. Ngu hay sao mà đi vô đó, cứ ngồi ở đây mà chờ lãnh tiền. Lỡ mày ông không tin thì sao? Không tin thì cứ xuống đây, tao đảm bảo với mày luôn là không ai dám xuống đây hết. Rồi bên công an á cũng đang điều tra. Vậy mày chờ đi, tao ngủ à. Thì mày ngủ đi để tao canh cho. Bây giờ tụi nó đang canh chừng anh đầy ngoài đường. Anh mà chạy ra là chết với tụi nó liền. Anh không đi ra ngoài được đâu. Anh Phong, bây giờ mình về lại chỗ cũ rồi tính sau nha anh. Đi. Chị Hằng, chị Hằng. Chị đừng chết tôi. Bây giờ chị còn dám nằm trên chiếc giường của tôi. Không, chị đang yêu anh tôi. Ông trời sẽ không tha cho chị. Chị sẽ gặp quả báo. Chị sẽ gặp quả báo. Tôi sẽ không tha cho chị đâu. Chị sẽ gặp quả báo. Tôi xin lỗi. 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 Thằng à, thằng à, nghe nói nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh đi. Không được, em về, em về. Em phải về. Thằng à, em đi đâu vậy? Em không thể nào ở đây em được. Em đi đâu, em định đi đâu?
mọi thứ, tất cả hình ảnh trong căn phòng này đều làm em nhớ lại vụ tai nạn năm xưa. Không được, em không thể ở đây được. Bình tĩnh đi, nghe giải thích nè. Tất cả không như những gì em đang nghĩ đâu. Anh sẽ giải thích cho em sau nha. Anh đang nói cái gì? Không như những gì em nghĩ hả? Em chính là người gây ra tai nạn. Em chính là người đã cướp mất sinh mạng của Nhi. Em đã quá đau khổ rồi. Không, anh đừng đưa em về đây. Đừng dạy dò em bằng những hình ảnh này nữa. Em không thể. Hằng à, Tất cả là lỗi của em. Hay là bây giờ anh cứ để em chết đi. Chỉ có cách đó em mới rửa sạch hết tội lỗi của em thôi. Anh để em chết đi. Em bình tĩnh được không? Em không làm gì có lỗi hết á. Anh đang nói cái gì vậy? Em đã tông chết một người. Em đã tông chết em gái của anh. Vậy mà anh nói em không có lỗi hả? Em không tông chết ai hết. Và em cũng không phải là người tông chết em gái của anh. Anh đang nói cái gì vậy? Đó là sự thật. Anh quên mất, em là người đã bị kết án 3 năm tù. Vì em tông chết người khi em điều khiển xe mà lại ngủ gật hả? Anh quên mất điều đó rồi hả? Không được, không được. Hằng à, em bình tĩnh, ngồi xuống đây. Em bình tĩnh lại nghe anh nói nè. Em không phải là người tông chết Nhi. Người tông chết Nhi là một người khác. Vào cái hôm mà bên công an gọi mình lần thứ hai, để xem là những gì được phục hồi trong cái điện thoại của Phong, đã có cái clip quay lại vụ tai nạn 3 năm trước. Và người cầm lái không phải em. Hả? Clip? Clip đó bộ em không phải là người lái xe hả? Đúng, em không phải là người cầm lái hôm đó. Chứ là ai? Là Thanh. Chuyện gì vậy? Em nhớ hôm đó em bị cảm, em có uống thuốc, rồi em buồn ngủ, sau đó em cầm lái, rồi sau đó trời ơi, tại sao bây giờ em không nhớ gì hết vậy? Hằng à, theo những cái clip mà anh xem được bên công an thì chính là hắn ta là người đã tông chết em gái của anh. Lúc đó em vẫn ngủ mê man bên ghế phụ mà. Vậy là 3 năm qua anh ta đã lừa dối em sao? Anh. Sao em nói với anh á là tuần sau em mới về? Sao không kêu anh đi đón em? Em muốn tạo bất ngờ cho anh á, giống như là hồi nhỏ anh tạo bất ngờ cho em vậy đó. Anh nhớ cuối không? Cuối cùng thì anh cũng chờ được ngày này rồi. Em về rồi. Bác. Mẹ kìa. Con về rồi nè bác. Con nhớ bác quá à. Bác có khỏe không bác? Bác vẫn khỏe. Thôi, mình vô nhà nha mẹ. Vô nhà đi em. Mình vô nhà đi bác. Bao nhiêu lâu nay chỉ là mọi người diễn kịch với em thôi sao? Anh à, nhưng mà anh đã xem kỹ clip chưa? Cái clip đó có cắt ghép vậy hay không? Rồi có khi là người ta cắt ghép, rồi người ta cố tình để. Nhưng mà tại sao anh đã xem cái clip đó mà anh không nói cho em nghe từ đầu? Anh sợ là em sẽ quá xúc động rồi lại đi tìm hắn ta. Tại sao lại sợ em đi gặp anh Thanh chứ? Vì Thanh không chỉ là người gây tai nạn, mà anh cho rằng Thanh vì để lấp liếm vụ án năm đó, cho nên hắn ta đã ra tay sát hại Bình Minh. Anh cho người điều tra thì phát hiện được hôm trước khi Bình Minh chết, Phong có nhắn tin uy hiếp Thanh. Nếu như anh đoán không sai thì Phong đã uy hiếp Thanh về cái clip của 3 năm trước. Nếu như không có gì thì tại sao anh ta lại hoảng sợ như vậy? Tất cả những gì em đang có với Thanh chỉ là giả tạo thôi.
anh ta đang cố tình che giấu một sự thật, và anh ta cũng đang cố tình thủ tiêu hết tất cả những người biết được sự thật. Giả tâm của Thành không dừng lại ở đó đâu. Anh sợ điều này, anh sợ em biết được sự thật. Vì một phút mất bình tĩnh mà em lại bước dây động rừng, và quan trọng nhất là nguy hiểm sẽ đến với em. Chính vì lý do này mà anh mới đưa em về đây hả? Bây giờ tạm thời em cứ ở bên cạnh anh cho đến khi sự việc được sáng tỏ, như vậy anh mới an tâm. Lúc đó em cảm rất nặng, mà anh Thanh thì lại uống rượu bia, cho nên là em mới không để cho anh lái. Khi em tỉnh lại thì em thấy là em đã gây ra tai nạn. Không lẽ em đã bỏ lỡ sự thật nào hay sao vậy anh? Vì em gái anh, vì em, anh nhất định sẽ làm sáng tỏ sự thật này. Hãy ở lại đây để anh được bảo vệ em. Nghe anh nha. Em đã cảnh báo với anh rồi, bây giờ á không đi ra ngoài được đâu. Tụi nó đang truy lùng anh ráo riết lắm. Anh phải cẩn trọng nha anh Phong. Bây giờ anh đừng có đi lung tung nữa. Anh nghe lời em được không? Nhưng mà bây giờ anh rất là sốt ruột, mày hiểu không? Anh chỉ muốn tìm gặp cơ quan điều tra để nói ra hết sự thật mà anh biết. Nhưng mà ít ra anh phải giữ được mạng sống của mình để còn gặp ai đó khai báo chứ. Vậy là bọn tay chân của ông anh lại để cho cái thằng Phong trốn thoát lần nữa à? Ông anh liệu hồn đó. Nó mà sống sót thì ông anh đừng hy vọng nhận số tiền còn lại. Vậy là thằng Phong đang cố gắng ra công an để đầu thú đây. Những ai biết bí mật này thì mình phải làm cho họ biến mất. Chờ đợi người yêu nấu cho mình ăn, chờ đợi bao lâu cũng thấy hạnh phúc hết trơn á. Anh nói vậy với bao nhiêu cô rồi? Nhiều lắm, để anh đếm nha. Tính ra không nhớ nổi đâu. Bây giờ chỉ nhớ cái cô đang đứng đây thôi à. Dẻo miệng quá. Nói triết hèn chi. Bây giờ thành thục, không sai một chữ nào hết trơn á. Khờ quá à. Anh chỉ nói với mình em thôi. Mặt anh khó ưa như vậy, ai mà chịu anh chứ. Chỉ có mình em chịu anh thôi à. Nè, không sao chứ? Hai người. Mẹ tránh ra. Chủ ơi. Mẹ. Cô ra khỏi nhà tôi ngay. Tất cả những gì cô gây ra cho thằng Trung chưa đủ hay sao? Mẹ bình tĩnh đi. Mẹ nghe con giải thích được không mẹ? Con coi mẹ là cái gì mà bây giờ phải giải thích cho mẹ? Con là anh mà con làm như vậy thì làm sao con Nhi ở dưới số vàng đó yên nghỉ được? Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi đã. Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu mẹ. Mẹ tận mắt chứng kiến mà con nói không như mẹ nghĩ là sao hả? Từ từ đi, con sẽ kể cho mẹ nghe tất cả mọi chuyện được không mẹ? Đây là cái người phụ nữ đã hại em con chết, hại con nằm viện, con mới vừa từ bệnh viện về lại rước nó về ở chung là sao? Con ăn bùa mê thuốc lúc của nó rồi phải không? Con muốn mẹ chết con mới vô lòng hay không sao? Không có đâu mẹ, không con... có đâu mẹ. Mẹ à, sức khỏe của mẹ đang không được tốt đó. Từ từ con sẽ nói cho mẹ nghe sao mà. Bình tĩnh đi bà chú. Nhưng mà mẹ à, dù có chuyện gì xảy ra con cũng không bao giờ bỏ rơi Hằng đâu. Con... Bà chú. Mẹ, mẹ ơi, mẹ à, mẹ à, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh đi mẹ. Mẹ à, bà chủ. Có cái chuyện gì gấp lắm mà hôm nay muốn gặp mặt trực tiếp với chú em? Tôi muốn ông trực tiếp truy lùng và giết thằng Phong. Nếu nó đã nôn nóng gặp công an như vậy thì chắc chắn trước sau gì nó cũng trường cái mặt ra thôi. Ồ, chú em mày muốn anh trực tiếp làm cái chuyện đi bắt thằng Phong?
dễ thôi. Được rồi, nhưng tôi lường trước nên chuẩn bị rồi đây. Nhưng mà nhớ làm cho thật chu đáo và gọn gàng. Biết rồi, chú em không cần lo. Nhưng mà quá nhiều tiền nhiều như vậy là áp lực lắm á nha. Nè, tăng cường thêm người đi, nhưng nhớ núp cho thiệt kỹ vào. Nếu tôi mà là thằng Phong á, thì mấy ông suốt ngày canh chừng như vậy, tôi trốn trong rừng suốt đời cho rồi. Cái chuyện này á, để tao dặn đàn em của tao. Chú mày khỏi lo nha, ha, yên tâm đi. Vậy nha. Vụ Trần Phong mất tích trong vụ án của Bình Minh bị ám sát chết tới đâu rồi? Hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích và hung thủ gây án. Mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng mà đã tìm được điện thoại của tên Phong, có thông tin gì trong đó không? Đây là cái điện thoại từ 3 năm trước, nên trong đó chỉ có clip vụ tai nạn, còn lại không thu thập được thông tin gì hết. Vậy thì chúng ta phải tìm đủ mọi cách truy tìm cho được tên Phong. Dạ. Khi tìm được tên Phong, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Dạ. Nghỉ tay uống nước đi nè. Nếu mà thực sự cần thiết á, anh đã thuê người làm rồi. Anh đang cãi lời mẹ giữ em ở đây, rồi bây giờ còn không chịu lên công ty nữa. Em chỉ sợ là... Anh không quan tâm. Điều anh quan tâm bây giờ đó là sự an toàn của em. Còn về chuyện của mẹ, từ từ anh sẽ giải thích sau. Sao anh không nói sự thật với mẹ? Anh hiểu tính của mẹ mình mà. Mẹ sẽ không bao giờ nghe lời nói suông đâu. Từ từ, đợi khi mọi chuyện sáng tỏ, anh sẽ giải thích. Em tin anh nha, và chờ anh thêm chút nữa. Em đã bị quan 3 năm rồi, bây giờ chờ thêm chút xíu nữa có sao đâu. Mà em chỉ sợ là sức khỏe của cô không có tốt, rồi sợ cô giận quá lại. Em đừng có lo, có bác sĩ luôn túc trực bên cạnh mẹ của anh mà. Với lại dì Tư chăm sóc mẹ anh tốt như em vậy. Em, Phong chết trong bệnh viện rồi. Cái gì? Trời ơi. Mời em. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Anh cho người giết Phong đúng không? Đứa nào biết bí mật của anh thì đương nhiên anh phải làm mọi cách cho nó câm miệng chứ. Dạ, chào anh. Tôi trước đây làm việc trực tiếp với cậu Trung, nhưng hôm nay hai người gọi tôi ra đây có việc gì không?
Dạ, những lần trước thì tôi đi với anh Trung, nhưng mà hôm nay anh bận không đến được. Lần trước hai người đặt vấn đề với tôi, sau đó tôi về tôi suy nghĩ lại. Vì tôi đã từng mang ơn cậu Trung, nên tôi không thể nào làm việc thất đức như vậy được. Ông suy nghĩ lại đi, số tiền này không nhỏ đâu. Tôi không cần suy nghĩ, câu trả lời của tôi là không. Chào hai người tôi về. Mày đặt chê tiền, đúng là mèo chê mỡ mà. Ông ta là đối tác sợp nhất của công ty, và cũng là đối tác khó hợp tác nhất. Ông chỉ biết mỗi Trung thôi à. Khó cỡ nào, anh cũng làm bằng mọi cách để lấy cho được đối tác này. Nhưng mà dù gì đó cũng là đối tác cuối cùng rồi. Anh mà lấy hết là anh Trung không còn ai nữa đâu. Cái gì thì nên sập từ lâu rồi mới phải. Để lâu như vậy là anh còn nhân nhượng nữa. Vậy bây giờ anh tính làm bằng cách nào? Em cứ chờ xem kịch hay đi. Đây không phải là nhà ông Tuấn. Em đã từng tới nhà ổng với anh Trung một lần rồi, không phải căn này. Ủa, đây đâu phải là vợ của ông ta? Đó mới chính là mấu chốt của vấn đề. Lấy đâu ra những tấm hình này? Mấy tấm hình này tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ ông phải làm sao để tôi cất những tấm hình này đi. Anh muốn gì? Nói ra luôn đi. Tôi nói rồi. Việc hợp tác với anh để phản bội Trung, tôi không làm. Được, đó là quyền của ông. Nhưng mà tôi không có đảm bảo một ngày rảnh rỗi nào đó những tấm hình này sẽ đến tay vợ của ông. Lúc đó cô nhân tình bé bỏng cùng với đứa con của ông sẽ như thế nào? Bị ổi lắm. Theo tôi được biết, mấy tấm hình này mà lộ ra sẽ ảnh hưởng tới ông. Và tôi biết là vị trí của ông hiện tại bây giờ là nhờ nhà vợ, đúng không? Sao? Tôi đồng ý, với điều kiện để tôi tự tay xóa hết những tấm hình đó. Đơn giản. Anh Thành vì trả thù mà đi quá xa rồi. Anh nhất định bằng mọi giá phải đạp đổ anh Trung. Mình đang có dự cảm mọi việc không chỉ dừng lại ở đây. Có phải từ lúc đầu như vậy mọi chuyện dễ dàng hơn không? Anh à, mình làm như vậy có ác với chú Tuấn quá không anh? Ác với người chỉ đồng lượng với chính mình thôi. Vì thương trường là chiến trường mà em, đâu có chỗ cho sự quỷ mị. Mà em đường đường là giám đốc truyền thông của một công ty lớn, lý lẽ đơn giản vậy sao em không hiểu? Cái đó thì em hiểu, nhưng mà cái việc mà mình lấy gia đình của người ta ra uy hiếp, em thấy cái đó nó... Mình không vì mình trời tru đất diệt. Nè, mà từ bao giờ em trở nên quỷ mị như vậy hả? Anh nhớ trước kia em là một người rất là quyết đoán, dứt khoát mà. Em sợ sau này nếu như mà em làm phật lòng anh thì anh sẽ... Nè, anh không cho phép em nói như vậy nha. Em là bạn đồng hành của anh,
luôn luôn ở bên cạnh anh. Em nghĩ như vậy làm tổn thương anh đó. Em chỉ lo sợ thôi, không có ý gì hết. Em đừng quên những gì mà Trung gây ra với em. Anh nghĩ là tất cả những gì mà công ty K&T có được ngày hôm nay đều là nhờ có em. Tất cả công sức của em đều dồn vô K&T hết. Và công ty đó phát triển được như vậy toàn bộ là nhờ em. Tự nhiên anh ta ở đâu từ nước ngoài về lại dành hết tất cả công sức đó của em. Anh cảm thấy không công bằng cho em mới đúng nữa. Đáng lẽ cái việc giành lại công ty là em phải làm từ trước. Vậy bây giờ anh làm cho em rồi, em nên cảm ơn anh vì điều đó. Như vậy đủ chứng minh tình yêu của anh dành cho em chưa? Em cảm ơn anh đã vì em. Em về phòng đây. Không ai vì ai hết, ai cũng vì bản thân mình thôi. Chỉ tại vì em quá ngốc. Anh, mình đi. Anh sao vậy? Anh lại có mâu thuẫn nữa rồi. Mâu thuẫn chuyện gì? Chuyện anh Phong hả? Một phần á, anh không muốn rời xa em và sự thật sẽ mãi mãi bị chôn giấu. Phần còn lại á, anh lại muốn nhanh chóng tìm ra sự thật. Anh thực tình là không muốn phải rời xa em. Anh nướng vì tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mà anh mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Anh lo xa quá rồi đó. Lúc nào em cũng ở ngay bên cạnh anh mà. Có thể là anh lo xa quá. Nhưng mà bây giờ anh Phong chết rồi thì coi như chuyện điều tra của công an cũng phải dậm chân tại chỗ. Anh tin sự thật sẽ nhanh chóng được phơi bày thôi. Hằng à, bây giờ anh đưa em qua cửa hàng nha. Đã giờ sốt ruột qua cửa hàng lắm rồi đúng không? Tất nhiên rồi, chứ làm việc qua điện thoại khó thấy mồ à. Từ đây về sau á, em sẽ ở bên cửa hàng, còn về nhiệm vụ đưa đón á sẽ là của anh. Đi thôi. Rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp nha. Dạ. Luân đâu rồi? Sớm thưa cậu ta vô. À, anh Luân do mấy hôm nay đang mệt, do thức đêm làm dự án cho công ty của mình á, nên là sáng hôm nay anh Luân có xin nghỉ. Bệnh có nặng không? Nếu không nặng á thì kêu cậu ta lên họp gấp. Đây là thời điểm để chốt dự án rồi, đâu phải muốn nghỉ là nghỉ. Hiểu chưa? Dạ em biết rồi ạ. Bắt đầu họp đi. Không sao hết, anh đang quá tập trung cho công việc của mình thôi. Anh để đây luôn đi. Rồi, bây giờ anh giao 4 thứ này qua chợ Bà Chiểu, xong rồi dòng về giao 3 thùng qua chợ Hồ Thị Kỷ nha. Cái gì mà giao quá trời vậy? Trời ơi, cái đống này anh nghĩ là phải thuê thêm người làm á, chứ anh với em làm không có xuể đâu. Phải mà có chị Hằng phụ tụi mình thì hay biết mấy. Chị đây nè. Chị Hằng. Chị Hằng. Anh Trung. Trời ơi, chị Hằng. Có chị đây rồi, đừng lo nữa. Trời ơi, chị ơi, chị giống như Hằng Nga cho cung trăng vậy đó. Em giữ một cái là chị xuất hiện liền. Bớt đi, lúc nào cũng làm quá hết trơn à. Muốn bỏ được cái tật đó, em phải lấy được vợ. Với điều kiện là vợ em đừng có làm em sợ. Du Viên, tự nhiên nói tới vợ cái nhìn của anh ta. Bé này, bé hiểu mà còn giả bộ nữa. Giữ cả khối tài sản của người ta rồi mà cứ xem như là người dân nước lã vậy á. Chị Hằng, vậy là chị về đây luôn hả chị? Tất nhiên là không rồi, chỉ qua đây làm việc thôi. Trời ơi, anh vậy là anh dở hơn em rồi. Em mà giữ được người yêu của em rồi á hả, là em không bao giờ em thả ra hết luôn á. Phải ở bên cạnh em suốt cuộc đời này, anh phải học hỏi em. Chị Hằng ở nhà buồn, đừng có chọc chị Hằng nữa được không? Anh có việc phải đi trước đây. Mấy nay nằm viện, công việc dồn nhiều lắm. Anh đi nha. Có gì nhắn tin cho em nha. Anh đi nha. Chú cùi của chị Hằng đi rồi kìa. Chị có biết vì sao á, vua chúa ngày xưa á, hay bị mất nước không? Vì tất cả đều không qua được ải mỹ nhân đó chị.
Ừ, thì chị Hằng nhà mình cũng là mỹ nhân mà. Dạ thôi, hai cô cậu đừng nói chuyện tào lao nữa, lo giải quyết hết cái đống này nè. Bé, dạ, đưa đây chị coi. Hôm nay mọi người nghỉ phép hết hay sao mà công ty vắng quá vậy? Dạ thưa chủ tịch, trong thời gian chủ tịch nằm trong bệnh viện, có một số nhân viên đồn công ty mình phá sản, còn một số thì chuyển qua công ty của chị Mỹ và anh Thanh, còn một số còn lại thì chuyển qua công ty khác để hưởng mức lương cao hơn. Việc Thanh và Mỹ mở công ty riêng, lôi kéo tất cả các đối tác của chúng ta thì chúng tôi đã nắm được. Còn chuyện nhân viên công ty của chúng ta chuyển qua bển thì thật sự là quá bất ngờ. Dạ đúng là như vậy. Hình thức kinh doanh cũng y chang bên mình nữa. Có thể xem đây là một đối thủ nặng ký đó sếp. Với lại lương nhân viên bên đó cũng trả cao hơn bên mình gấp rưỡi lần, cho nên mọi người đều chuyển sang bên đó hết. Không ngờ Mỹ và Thanh lại chơi tôi một vô lớn như vậy. Nhưng không sao, tôi tin với những nhân lực còn lại ở đây, chúng ta vẫn có thể chạy được dự án. Dự án chiến lược cung cấp ô tô bay xin được trình bày. À, mọi người nhìn lên bản slide đi. Dạ đây ạ. Dạ. Mọi người xem đi, đây chính là sản phẩm chiến lược của công ty trong năm nay. Thời gian không chờ đợi chúng ta nữa, cho nên dự án này chúng ta phải chuẩn bị thật gấp rút. Dạ. Dạ. Ê bà, hôm nay là ngày tung ra sản phẩm mới trên ô tô bay á. Tôi lo quá. Chủ tịch của mình á, đầu tư biết bao nhiêu là công sức cũng như vốn liếng vô đó, không biết sao nữa. Với chiến lược của công ty mình á thì tôi tin thắng chắc. Tôi cũng hy vọng như vậy. Chúc mừng sản phẩm mới của chúng ta được tung ra thị trường, hy vọng sẽ được khách hàng đón nhận. Vô. Xin lỗi, em gấp quá à. Trang điện tử của bên mình đã bị khóa vì vi phạm bản quyền, hiện tại không được hoạt động nữa. Trời, tại sao? Anh nhớ mình đâu có cạnh tranh với ai. Theo em được biết thì công ty của anh Thanh cũng vừa tung ra sản phẩm mới y chang của bên mình, bên đó cũng chính là người đâm đơn kiện bên công ty của mình. Được rồi, anh cảm ơn, em ra ngoài đi. Dạ. Lại là tên Thanh, quá khốn nạn. Được, tốt lắm, anh yên tâm đi, sau cú này tôi sẽ có thưởng cho anh. Được rồi, bye bye. Anh uống đi. Vậy là sau vố này á, công ty K&T sẽ không ngóc đầu lên được đâu. Mà không ngờ một công ty xây dựng biết bao nhiêu năm, chỉ cần một vố thôi tiêu tan thành mấy khói luôn. K&T sập rồi, từ bây giờ trở đi sẽ là thời của T&M. Anh nói vậy em thấy đúng không? Tụi mày chờ đó, mọi việc chưa dừng lại ở đây đâu. Tao còn có trò hay cho mày và cả công ty của mày thêm một lần nữa. Ê bà ba, lại đây tôi cho bà coi này nè. Lại lên. Cái gì vậy? Nè, bà coi nè. Trời ơi, hình như ông này ông yêu quá hả. Cái cô này á đã từng đụng xe chết em gái ông nè. Trời ơi, vậy hả? Có vụ đó nữa hả? Kỳ vậy. Thôi bà ơi, mấy người nhà giàu họ suy nghĩ kỳ cục lắm bà ơi. Sao mình ai đoán được? Đâu mà đi đoán, tôi đâu có rảnh đâu. Nhưng mà đó bà coi nè, tại vì công ty này nó có một trang web, tôi hay vào đó tôi mua đồ nên tôi biết tò mò chút thôi. Vậy bà còn mua đồ của người ta nữa hay không? Có mua được đâu mà mua. Hôm bữa tôi vào đây mua đồ mà có mua được đâu. Nhưng mà nè bà coi nè, đây cũng có một cái trang này nè, cũng bán đồ nó giống vậy gần hả? Giống như cái trang hồi nãy vậy đó. Mà ở trong đây á có nhiều ưu đãi hơn nhiều đây. Bà coi đi, bà có mua gì mua chung với tôi luôn. Ê mà cái mua này hả? Cái này nha. Rồi. Ủa? Gì vậy? Chị, xíu qua bên chị. Cái gì vậy? Ủa? Tên công ty của anh Trung là gì vậy? K&T. Mọi người biết gì không? Công ty của anh Trung bị người ta kiện rồi đó. Hả? Cái gì? Tất cả các trang thương mại của công ty anh Trung đều bị khóa. Trên tất cả các trang thương mại đều đăng tải chủ tịch công ty K&T
có quan hệ bất chính với người tông chết em gái của mình. Cổ phiếu đang bị giảm không phanh luôn đó chị. Ai mà chơi ác vậy? Đánh úp người ta như vậy làm sao mà ngóc đầu lên nổi đây? Không biết bây giờ anh Trung đang ở đâu nữa. Ê, chị đi đâu vậy? Chị đi gặp ảnh. Bây giờ là lúc khó khăn, chắc chắn là ảnh cần chị lắm á. Khoan đã, chị muốn đi thì để tụi em đi chung với chị. Vậy bây giờ mình ra mình dọn đồ hết vô đi. Dạ. Nè, tôi muốn gặp chủ tịch Trung. Đúng rồi đó, anh ta có ở đây không? Tôi muốn biết. Vô, đúng rồi đó, vào đi. Anh ta có ở đây không? Không được vô. Nè, chúng tôi vào đi mà. Có đây thì thôi, đi về đi, chứ đứng đây làm gì? Ê, đó có phải là người tông chết em gái của chủ tịch đúng không? Ê, chính xác rồi đó. Mình không phỏng vấn được chủ tịch, mình phỏng vấn cô ta đi. Ê, chị ơi, chị có chị có phải là Hằng, là người phụ nữ tông chết em gái của chủ tịch Lê Trung? Hiện tại có một số tin đồn đoán chị là người yêu của chủ tịch Lê Trung, có phải vậy không? Đúng chị. Đúng không đó. Vậy? Dạ, đó không phải là sự thật. Đúng chưa? Đúng chưa? Chị ơi. Đúng ấy nữa. Cái gì vậy? Mấy người bị làm sao vậy? Người ta đã nói là không trả lời được rồi mà. Sao bắt ép vậy? Tôi nghi ngờ mấy người không phải là phóng viên mà là YouTuber tới đây săn tin lá cải đúng không? Chúng tôi chỉ muốn biết về vấn đề nhập nhằng tình cảm và công ty đối thủ đã tung ra nhiều chiêu trò trước như vậy. Thì liệu công ty đã có kế hoạch gì để dựng lại công ty chưa? Dạ, dù gì vậy, công ty họ có gì sao tôi biết? Đúng rồi đó. Chị ơi, chị ơi. Mọi người tới đây chi vậy? Ở đây không an toàn cho mọi người đâu. Chị Hằng vừa nghe tin tức rồi chạy tới đây liền. Em có kịp cản chị đâu. Anh Trung đâu rồi anh? Em muốn gặp ảnh. Bây giờ nếu mà anh không nói, em sẽ tự đi tìm. Hằng, từ lúc bài báo xuất hiện không ai thấy thằng Trung ở đâu hết. Anh đi tìm khắp công ty cũng không thấy nó nữa kìa. Em lo cho ảnh quá, không biết ảnh đang ở đâu nữa. Từ lúc em biết anh Trung tới giờ, em thấy ảnh toàn đi hại người ta không à, chứ có bao giờ bị người ta hại đâu. Dạ, em lỡ lời. Ý em là em thấy ổng trước giờ không bị vậy. Thôi bây giờ mình chia nhau đi tìm đi. Mình đi tìm những cái chỗ mà thằng Trung hay tới. Anh với chị Hằng á sẽ về nhà bác Nga tìm. Còn hai đứa, Tí với bé đi về cửa hàng rau hoặc là khu nhà trọ. Còn Hằng đi với anh qua nhà Trung nha. Vậy sau khi mọi người tìm xong, tập trung ở nhà của anh Trung luôn nha. Ừ, quyết định vậy đi. Thôi đi. Tiền công của anh và mọi người đây, làm tốt lắm. Dạ. Dạ không có gì đâu anh. Cầm đi. Ở đâu có tin thì tụi em tới thôi à. Lần sau có gì à, alo cho em cho người tới liền. Ok. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh Trung ơi, mọi người chia nhau ra tìm đi. Anh Trung. Anh Trung ơi. Mọi người tìm thấy không? Đi đâu không biết nữa. Trời ơi, công ty của cậu Trung bị sập hầm nữa rồi. Sao mà hết chuyện này lại tới chuyện nọ, không có ngày nào yên ổn hết vậy nè. Từ. Dạ, bà chủ. Tôi mới nghe cô nói công ty nào bị đình chỉ vậy? Dạ, đâu có gì đâu bà chủ. Đưa tôi coi coi. Dạ, không có. Đừng giấu tôi. Dạ, không có gì. Có phải công ty thằng Trung xảy ra chuyện gì không? Hả? Dạ. Nói mau. Dạ, 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 công ty của cậu Trung bị đình chỉ, bị ngưng hoạt động rồi bà. Trời. Bà ơi, bà chủ ơi, bà chủ, bà qua đây ngồi đi bà chủ ơi. Từ từ thôi bà. Bà ơi, uống nước đi bà.
tôi không uống đâu. Dạ. Em đã đi tìm quanh khu nhà trọ nhưng không thấy anh Trung đâu hết. Không biết ảnh đang ở đâu nữa. Anh đến những chỗ thường xuyên nó hay lui tới, tìm cũng không có nữa. Chiến thắng của chúng ta. Em thấy chỉ có hai đứa mình, sao anh không mời mọi người? Vốn dĩ chiến thắng này là của anh và em thôi, đâu có ai đâu. Nhưng mà mình làm như vậy có ác quá với anh Trung và gia đình bên đó rồi không? Dù sao cũng là người nhà của em. Họ có xem em là người nhà đâu chứ. Từ đầu tới cuối họ chỉ coi em là một công cụ để kiếm tiền cho nhà họ thôi. Bao nhiêu năm trời đều là nhờ một mình em bỏ bao nhiêu công sức cho công ty đó, rồi thì sao? Rồi khi thằng Trung nó về á, thì đáng lẽ những gì mà em đã gây dựng phải thuộc về em, cũng thuộc về nó hết. Anh nói em bao nhiêu lần rồi? Em biết như vậy, nhưng mà bây giờ em đã thành lập được công ty KNT phải. Điều tụi mình cần làm chính là chuyển mọi thứ từ công ty này qua công ty khác, vậy đổi tên một chút thôi, em thấy sao? Thôi, tạm thời đừng nhắc tới công ty nữa. Chứ em muốn nhắc chuyện gì? À, hay chuyện đám cưới của tụi mình nha. Đây có phải là thời điểm thích hợp để nhắc tới chuyện này không? Tất nhiên rồi, em nghĩ lúc nào mới thích hợp chứ. Bây giờ anh có công ty, có sự nghiệp rồi, bí mật của anh cũng không ai phanh phui ra được. Thằng cũng không thể kiện tụng anh. Thằng Trung bây giờ hai bàn tay trắng. Bây giờ anh chỉ cần một người ở bên cạnh anh thôi. Em hy vọng giây phút này sẽ tồn tại mãi. Đương nhiên rồi. Vô em. Xin chào. Tôi mà như cô, cặp ai cũng tán gia bại sản thì lên rừng mà sống, chứ ở đây chi? Người ta gọi đó là ám vía đấy biết không? Cô đến đây chỉ để nói những lời như vậy hả? Vậy thì mời cô về, tôi không có thời gian để tiếp chuyện với cô đâu. Tôi nghĩ là sau này cô sẽ có nhiều thời gian lắm đó, cô rảnh mà. Ý cô là sao? Thì gặp ai cũng tan tành sự nghiệp hoặc trốn đi biệt tích, xung quanh cô đâu còn ai đâu mà để làm phiền nữa. Cô có gì ngoài thời gian? Xong chưa? Nếu mà xong rồi thì về đi. Thật ra ngày hôm nay tôi đến để thông báo tin vui cho cô. Anh Thanh ngỏ lời cưới tôi rồi đó. Nếu như mà có thời gian rảnh thì đến chung vui với tụi tôi nha. Cả cuộc đời cô, cô chỉ cần tình yêu của người đàn ông đó hả? Có đáng không? Đáng, rất đáng. Một người như anh Thanh, tôi thấy xứng đáng mà. Đến cô cũng muốn giành mà đúng không? Tôi thấy đáng thương cho cô lắm. Nói thiệt nha, từ đầu cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ ghét cô dù chỉ một lần. Có khi nào cô tự hỏi cô, người đàn ông đó có thực sự mang lại hạnh phúc cho cô chưa? Hay đó chỉ là sự tưởng tượng của cô mà thôi? Lời tôi nói, cô cứ từ từ về nhà và suy nghĩ đi ha. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh với cô một điều như thế này. Những thứ tôi đã bỏ đi, tôi sẽ không bao giờ lụm lại đâu. Cô cứ yên tâm mà về nhà vui vẻ tận hưởng hạnh phúc của mình ha. Nhớ những lời cô nói ngày hôm nay.
Cho dù tôi có sống ở đầu đường xó chợ đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay về với người đàn ông đó đâu. Hôm nay tôi thấy cô đeo nhẫn như vậy chỉ để ràng buộc người đàn ông đó ở bên cạnh cuộc đời mình. Nói thiệt là tôi thấy bất ổn cho cô hơn, tại vì cô mới là người trực tiếp sống bên cạnh người đàn ông đó. Chúc hai người hạnh phúc nha. Phong đúng không? Đứa nào biết bí mật của anh thì đương nhiên anh phải làm mọi cách cho nó câm miệng chứ. Anh lấy đâu ra những tấm hình này? Mấy tấm hình này tôi lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng nhất là bây giờ ông phải làm sao để tôi cất những tấm hình này đi. Rốt cuộc mình thua cô ta ở chỗ nào? Sao khi nào mình cũng trông đáng thương vậy nè? Con gái, trời ơi, con về kịp lúc quá à. Tuần này nè, mẹ có một chuyến đi du lịch với bạn. Con nhớ chuyển tiền cho mẹ nha. Nếu như mà có thể, bà đừng xưng hô mẹ con với tôi nữa được không? Tôi không có người mẹ như bà. Không xưng hô mẹ con chứ xưng hô gì giờ? Mẹ đẻ ra con mà. Bà có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ không? Hay bà dứt bỏ tôi, rồi đợi tới khi tôi lớn tôi kiếm được tiền rồi bà mò về đây? Mà tôi nhớ là bà đã bỏ đi rồi mà. Sao bây giờ bà quay lại đây nữa? Con gái à, mẹ cũng có nỗi khổ của mẹ mà con. Nỗi khổ của bà là sợ nghèo sợ khó đó hả? Chứ sao người dân nuôi tôi được? Trong suốt khoảng mà thời gian tôi trưởng thành, bà ở đâu? Bà dạy dỗ tôi được cái gì? Rồi giờ về đây đòi tôi phải chu cấp về trách nhiệm hả? Bà xứng đáng không? Thôi mấy vậy, không cho là thôi. Hôm khác con vui vẻ con cho mẹ cũng được. Thôi giờ mẹ đi nha. À quên nữa, mẹ có mua cho con hộp cơm chiên trứng kìa. Xíu nữa con đói con ăn. Mẹ đi nha con gái. Hằng nói đúng, anh Thanh giờ anh khác trước quá nhiều. Anh có thể là mối nguy hiểm bên cạnh mình nếu mình không cẩn thận. Đi hết đi. Anh kiểm tra giúp tôi xem thằng Phong đó thật sự chết chưa. Đừng có cho tôi ăn dưa bở lần nào nữa nha. Tao đã kiểm tra kỹ rồi, nó đã được về thăm ông bà rồi. Tao đã thấy nó được đưa vào nhà xác. Yên tâm đi. Tốt lắm, anh làm việc gọn gàng lắm. Tôi sẽ chuyển tiền hết cho anh. Mọi việc đang đi theo đúng kế hoạch của mình. Tốt, vậy là mọi việc sắp kết thúc rồi. Cô làm gì ở đây hả? Cô. Dạ, anh Trung không có ở nhà nên là con. Không cần. Ủng công tôi đã từng thương cô, đã từng coi cô như con gái trong nhà. Nhưng bây giờ tôi đã rõ bản chất của cô rồi. Thằng Trung đâu? Bà ơi, cô hại nó ra nông nỗi này, rồi bây giờ cô giấu nó ở đâu? Trả con tôi lại cho tôi, mau lên. Đừng xúc động bà. Con không có. Bây giờ thằng Trung không có ở đây, tôi là chủ căn nhà này. Tôi yêu cầu cô rời khỏi đây. Tôi biết cô á làm ở đây chủ yếu là gặp cậu Trung. Cô cũng phải thông cảm cho bà chủ. Bà chủ á chỉ còn có một mình cậu Trung là con, mà bây giờ á không biết cậu Trung đi đâu nữa. Không cần nói nhiều. Dạ. Cô đi ngay cho tôi. Tôi nhắc lại,
cô đừng bao giờ xuất hiện trong gia đình của tôi nữa. Thằng Trung vì quen với cô mới ra nông nổi này. Cô nhìn lại mình đi, những ai mà dính dáng tới cô tất cả đều bị xui rủi. Đi đi. Con xin phép. Ngốc quá, mặt anh khó ưa như vậy. Chỉ có mình em yêu anh thôi, ai mà thèm lấy anh chứ. Em có sao không? Em không sao. Không sao mà. Thì ra hạnh phúc của mình chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao? Mình có đúng là sao chổi hay đem đến những xui rủi cho mọi người không? Con xin phép. Bà chủ à, tôi biết á, tôi nói ra câu này bà sẽ la tôi. Nhưng mà tôi thấy cô Hằng á tội nghiệp quá à. Nhìn cổ thấy tội mà thấy thương sao á bà? Nếu như tôi thương nó thì ai thương con Nhi đang lạnh lẽo dưới suối vàng đây? Rồi ai thương tôi cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Ủa chị Hằng? Ủa chị? Chị sao vậy? Có chuyện gì đúng không? Cô Nga còn giận chị nhiều lắm, mà cũng chưa biết là khi nào cô mới hết giận nữa. Em nghĩ á, cái điều mà chị cần lo bây giờ á là lo cho bản thân của mình đi. Chứ chị nhìn bộ dạng của chị kìa, thảm quá. Tại cái miệng của anh không á. Trời ơi, xỏ lá thiệt, có sao anh nói vậy thôi. Ờ, không mấy giờ á, chị dọn về đây ở đi. Chờ chị nào anh Trung ảnh về á, rồi mình tính tiếp. Ừ. Chị, nhưng mà anh Trung khi nào anh mới về? Anh Trung ơi, anh ở đâu vậy? Em lo cho anh quá. Đồ bỉ ổi! Tại sao anh phá nát công ty của anh Trung hả? Bây giờ anh bỏ đi không tin tức, anh làm như vậy anh mới vừa lòng đúng không? Tại sao từ đầu tới cuối em cứ khăng khăng anh là người xấu? Trong mắt em, anh tệ vậy sao? Đừng có đóng kịch nữa. Mỗi lần anh làm cái bộ mặt đó, tôi thấy ghê tởm với anh lắm. Tôi đã nhìn rõ bộ mặt của anh rồi, nhất định tôi sẽ tìm đủ bằng chứng để lật mặt anh. Anh cứ chờ đó. Tôi muốn anh cung cấp một số thông tin về vụ án của cô Bình Minh. Vụ án đó vẫn chưa tìm được hung thủ sao anh? Ngày 17 tháng 7 năm 2022, anh cho chúng tôi biết anh đang ở đâu và làm gì. Dạ, ngày 17 tháng 7 năm 2022 á, tôi đang ở cùng với cô Mỹ ạ. Chúng tôi ở tại nhà của cô Mỹ để bàn một số công việc về dự án mới của chúng tôi. Và sau đó thì chúng tôi có gọi điện thoại để mà cùng bàn công việc với một số đối tác. Chúng tôi bàn công việc tới trưa thì tôi cùng cô Mỹ có đi ra ngoài để mà cùng đi mua sắm một số đồ trang trí của mình. Rồi sau đó thì chúng tôi có ghé những cửa hàng quen thuộc và quán cà phê quen thuộc để mà ăn uống. Và tới chiều tối thì chúng tôi mới quay trở về nhà để tiếp tục công việc. Suốt ngày hôm đó thì 24/24 tôi ở cùng với cô Mỹ hết à.
Được rồi, cảm ơn anh đã thành thật khai báo. Vậy là anh vẫn ở lại Sài Gòn vào ngày hôm đó? Dạ. Chúng tôi sẽ kiểm tra lại thông tin với nhân chứng. Dạ. Dạ anh. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Mình đã sơ suất quá. Mối hiểm họa của mình là Hằng vẫn còn sờ sờ đó, mà mình đã nhanh chóng ăn mừng rồi. Để tránh đêm dài lắm mộng, mình phải tìm cách cho cô ta yên miệng mới được. Ủa con. Mẹ. Có chuyện gì mà con phải suy nghĩ vậy? Hay là công ty có nhiều chuyện con phải lo hả? Dạ, con không sao mẹ. À, rồi còn chuyện vợ con tính làm sao? Con có định chọn con Mỹ không? Nếu mà con định chọn con Mỹ á, thì cứ lẹ lẹ đi, con cũng lớn tuổi rồi. Còn nếu con không chọn con Mỹ á, thì ít ra con cũng phải tính... Mẹ nói sau đi mẹ. Ủa gì kỳ vậy trời? Sao tính tình nó thay đổi quá? Nó không giống như là thằng Thanh hiền lành ngày xưa. Khổ thiệt á. Mà chắc có lẽ là làm giám đốc công ty á thì phải ít nói. Thì nhân viên á nó mới sợ, nó mới nể, nó mới nghe. Chứ nếu như mà nói nhiều quá, nhân viên nó không có nghe. Mà nhân viên á, một khi nó không nghe thì chắc chắn là công ty sẽ đi xuống. Chắc phải giám đốc phải ít nói vậy đó. Có vẻ bất ổn đâu đây. Hồi hôm ở nhà chị Hằng có vậy không? Sao bữa nay kỳ cục quá vậy? Từ lúc mà anh Trung mất tích tới giờ, chị giống như là người mất hồn vậy đó. Làm việc quần quật cả ngày à, say hết rồi kìa, thấy chưa? Ủa có bất ổn ở đây đâu mà bỏ chi nhiều quá vậy? Ờ, tại chị á. Thanh, ăn sáng đi rồi đi làm con. Con không ăn sáng đâu, bây giờ con qua nhà trọ của Hằng luôn. Cái gì? Con qua nhà trọ của con Hằng? Con qua bển làm gì vậy? Con tính quay lại với Hằng. Bộ con điên rồi hả? Trời ơi, bộ con Hằng nó cho con ăn bù mê thuốc đuối gì rồi sao mà năm lần bảy lượt con quay xe trở về nhà nó là sao vậy? Có gì đâu mẹ. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ thì con thấy Hằng với con thật sự rất tương đồng với nhau, do lớn lên và quen biết nhau từ nhỏ. Thôi con đi nha. Mẹ, trời, càng lớn càng không thể hiểu nổi nó à. Em tới nhà anh, gặp anh có việc gấp nha. Thế nào cô ta cũng tới được nơi cần tới. Giờ này anh đang ở đâu chứ? Mẹ, anh Thanh có ở nhà không mẹ? Tới đúng lúc quá ha. Lo mà đi giữ chồng kìa. Mà tôi không biết á là cô có biết cách giữ chồng hay không. Trong khi á thằng chồng của cô á suốt ngày chạy qua dãy nhà trọ, cô phải tìm cách mà lo thằng chồng mình về bên cạnh chứ. Vậy là bây giờ anh đang ở bển hả mẹ? Ừ. Dạ, có xin phép mẹ. Thằng Thanh này á, không biết nó có bị ma ám hay là gì không nữa. Trong khi nó qua bển, nó kêu con này qua đây làm gì? Anh.
đã ở đâu vậy? Anh có biết là em tìm kiếm anh suốt mấy ngày nay, em cứ tưởng là anh trốn tránh em, anh không chịu gặp em nữa chứ. Đúng là anh đang chạy trốn em. Anh chạy trốn em vì anh quá sợ em. Anh không thể tiếp tục quen em vì em không thể giúp gì được cho anh và cả sự nghiệp của anh. Anh đang nói cái gì vậy? Không lẽ tất cả những lời nói trước kia đều là dối trá hả? Bây giờ có nói gì thì cũng vô ích thôi. Anh xin lỗi, ngày mai anh sẽ đi nước ngoài. Anh đi là chỉ để rời xa em thôi hả? Ừ. Lý do, bây giờ anh cho em một lý do đi. Lý do hả? Lý do em là sao chổi. Em biết sao chổi là gì không? Là một ngôi sao không may mắn. Ngôi sao đó đụng đến ai là người đó tán gia bại sản. Và anh cũng không ngoại lệ. Nhưng bây giờ thì anh không sao rồi. Gia đình anh đã sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân tốt hơn. Người ta xứng đáng hơn em. Người có thể cứu cả công ty của anh, cứu cả sự nghiệp của anh, chứ không phải hạng sao chổi như em. Em hiểu không? Không. Anh đang nói xạo em đúng không? Anh đang nói xạo em đúng không? Anh trốn. Tất cả chỉ là dối trá. Không, không. Tất cả chỉ là dối trá. Tất cả chỉ là dối trá. Anh Trung ơi, anh làm gì vậy? Chỗ này không phải là chỗ dành cho anh đâu. Anh còn muốn hại ai nữa? Anh đi về đi. Em mắc cảm với anh quá vậy. Anh hại người để làm gì chứ? Trong khi anh với em là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Để mất em là điều đau lòng nhất cuộc đời của anh. Anh làm ơn đừng có dùng mấy cái lời đường mật đó nói chuyện với tôi được không? Anh nghĩ là tôi còn tin anh hả? Không tin anh, không lẽ em tin Trung hả? Đó không phải là chuyện của anh. Anh biết, anh biết phải có nhiều lý do em mới nói ra những lời đau lòng như vậy. Việc anh cần làm bây giờ là đi ra khỏi đây đi. Anh đi về đi. Ở đây không có chuyện nào là của anh hết. Chuyện của Bình Minh, anh nên nhớ, tôi còn chưa có dịp nào để hỏi rõ anh đó. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ nói hết bí mật với em. Em có nghe không? Anh nói đi, tôi nghe. Người thực sự giết Bình Minh chính là Mỹ. Cái gì? Vô lý. Ngày hôm đó đúng là anh có đến gặp Bình Minh, nhưng thực sự là anh đến tìm em. Anh với Bình Minh đã xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm từ trước đó, nên anh và cô ấy đã xảy ra xô xát. Rồi chiếc vòng rớt ở nhà em như em đã thấy đó. Được rồi, cứ cho như những chuyện anh nói là thật đi. Nhưng mà ngay cái chuyện Mỹ giết Bình Minh là tôi thấy vô lý rồi. Lý do gì cô ta giết Bình Minh chứ? Thật ra cái hôm mà anh tới gặp Bình Minh, Mỹ có đi theo anh mà anh không biết điều đó. Khi cô ta thấy anh và Bình Minh xô xát á, cô ta đã tức giận. Và khi Bình Minh đe dọa muốn giết anh và còn có ý kêu thêm đồng bọn nữa, Mỹ đã xảy ra xô xát, lỡ tay giết Bình Minh. Khi anh quay trở lại thì mọi chuyện đã rồi. Anh không thể tố cáo Mỹ được, và càng không thể nói bí mật này ra với ai. Thật sự anh đã định giấu bí mật này đến suốt đời. Nhưng bây giờ em đối với anh như vậy thì bắt buộc anh phải nói ra. Tất cả cũng chỉ là lời nói từ một phía của anh thôi. Làm sao tôi tin anh được? Anh biết, anh biết em sẽ không tin anh. Nhưng Mỹ là một cô gái rất tham vọng. Trước đây chính cô ta và mẹ anh đã tìm mọi cách để chia cắt hai đứa mình. Lúc đó quá nhiều thứ tác động, cho nên anh và em mới xa nhau. Em nhớ lại đi, anh là một người từ nhỏ tới giờ không dám cắt cổ một con gà, làm sao dám giết người được? Anh có thấy là bản thân của mình quá tồi tệ không? Trong khi cô ta đã cùng anh làm quá nhiều chuyện như vậy, bây giờ anh lại tố cáo cô ta à? Anh rất đau lòng.
nhiều đêm thức suy nghĩ. Hôm nay anh mới dám nói ra điều này với em. Bây giờ Mỹ ngày càng tham vọng và ác độc. Cô ta muốn thâu tóm hết mọi thứ. Cô ta sẵn sàng triệt tiêu những người cản đường cô ta. Anh lo là mọi chuyện không chỉ dừng lại ở Bình Minh đâu. Những lời anh nói tôi chỉ nghe và biết vậy thôi, chứ tôi không tin anh được. Nhưng mà tôi tin chắc một điều, đã là sự thật thì trước sau gì cũng sẽ phơi bày. Và không ai làm chuyện xấu mà có thể che giấu nó mãi được đâu. Em nói đúng. Những người làm chuyện xấu trước sau gì cũng bị pháp luật trừng trị. Nhưng mà để làm được chuyện đó, em phải đứng về phía anh. Em có thể không tin anh ngay bây giờ cũng được, nhưng mà em cứ suy nghĩ đi. Anh sẵn sàng chờ đợi câu trả lời của em. Khi cô chuẩn bị ghê sợ và muốn rời xa tôi, chỉ cần cô chết đi thì những bí mật sẽ tự động đi theo cô xuống dưới mộ quan. Đó là những lời anh Thanh nói về mình sao? Sao anh... Không phải như vậy đâu. Kế hoạch tiêu diệt cô ta từng bước được hoàn thành. Có nhiều kịch hay để xem đây. Người thực sự giết Bình Minh chính là Mỹ. Alo. Anh đang ở đâu? Em cần gặp anh gấp. Nhưng bây giờ anh đang bận. Anh sẽ nhắn tin địa chỉ cho em sau. Mình cần phải giải quyết xong một lần luôn. Công viên ngoại ô, em nhớ tới đúng giờ nha. Em bị sao vậy? Trời ơi. Gì vậy em? Trời ơi, Quốc Hà gì mà Quốc Hà. Mấy bữa nay đi đâu mà tôi liên lạc hoài không được. Mấy bữa nay ông bà già dưới quê bệnh nên anh phải về gấp, có kịp nói với em tiếng nào đâu. Thôi mà, anh nhớ em. Trời nên ơi, mới tới thăm em nè. Bình thường á, gặp mặt á thì xưng tên, rồi không gặp mặt á kêu mụ này mụ kia, rồi giờ lại xưng em. Không có quen. Quan trọng gì đâu cái cách xưng hô. Quan trọng là anh thương em, nhớ em nên mới tìm tới đây nè. Em có nhớ. Tôi mệt quá. Thương nhớ cái kiểu gì mà kỳ cục vậy. Lâu lâu tự nhiên miếng giảm mất tiêu hả? Mà có phải thương tôi thiệt không đó? Thiệt. 100% không có giả dối luôn. Nhớ em muốn chết luôn. Nhưng mà anh có chút chuyện. Hả? Chuyện gì? Mấy ngày nay tín dụng đen nó dí quá trời. Tôi biết ngay mà, không có tốt lành gì đâu. Không có tiền, đi về đi. Em không có tiền, nhưng mà con gái em có. Thôi à nha, lúc này nó khó lắm, không có xin tiền được đâu. Trời ơi. Xin trực tiếp không có thì xin gián tiếp. Gián tiếp? Ừ. Làm sao? Ý là nó lấy xe này hả? Đúng rồi. Hả? Bây giờ em đưa anh mượn chìa khóa xe đi, rồi lấy cái xe này anh chạy đi. Giấy tờ mới mốt tính sao. Nhưng mà để em chạy thiệt xa, rồi đem hô quán lên. Vậy ok không em yêu? Cũng được. Nhưng mà hồi nãy tôi thấy nó đang ở trong phòng, với lại nó đang chuẩn bị đi đâu đó, sao lấy được?
có cách. Cách gì? Cho nó uống thuốc ngủ. Được không? Được. Chắc luôn. Bây giờ em lên làm liền đi. Chị Hằng, hồi sáng nay á, em đi lấy hàng sớm, em thấy bóng dáng ai giống như anh Trung ở đầu ngõ á. Vậy là anh Trung ảnh về rồi đúng không chị? Có khi nào anh nhìn lầm không? Nếu mà anh Trung ảnh về á, thì anh phải vô gặp chị Hằng chứ, đúng không chị? Là anh đó. Hả? Sáng nay anh có tới đây để gặp chị. Thấy chưa, có anh sao nhìn nhầm được. Đúng là ảnh đó. Rồi ảnh đâu rồi chị? Ảnh đi rồi. Đi đâu? Ảnh đi trốn khỏi chị rồi. Sao lại trốn? Ảnh nói chị là sao chổi, chị mang xui rủi tới cho gia đình của ảnh, làm cho gia đình của ảnh phải tán gia bại sản. Còn bây giờ thì ảnh đi tìm một người khác tốt đẹp hơn, có thể dựng dậy được mọi thứ thôi. Ông này ông tào lao ghê ta. Tự nhiên nói vậy là sao? Mặc dù á, trước đây anh có thô bạo, có nói những lời khó nghe, nhưng mà đây không phải là giọng điệu của anh đâu. Có khi nào anh Trung anh bị gì không? Mà chị thấy anh nói đúng mà. Chị đúng là sao chổi, mang lại xui xẻo cho tất cả mọi người. Bởi vậy bây giờ tốt nhất chị nên tránh xa tất cả mọi người ra. Chị nói vậy không có đúng đâu. Chị không thấy á, là tụi em ở với chị càng ngày càng tốt hơn hay sao? Em không nhớ chuyện Bình Minh hả? Chuyện chị Minh bị sát hại đâu có liên quan gì tới chị đâu. Nhưng mà nếu như nó có liên quan tới chị thì sao? Chị nói vậy là sao? Lúc mà anh Trung vừa đi á, thì anh Thanh có tới. Anh ta nói với chị là anh ta muốn quay lại. Nhưng mà quan trọng nhất á, là anh ta nói với chị chính tay Mỹ đã sát hại Bình Minh. Hả? Em không có tin ông Thanh đâu. Nhưng mà cứ cho là ông nói đúng đi, thì chị Bình Minh chết cũng là do bà Mỹ mà. Nhưng mà chắc chắn là cự cãi cũng có liên quan tới chị. Em hiểu không? Nhưng mà chị biết ông Thanh rồi đó. Ông nói là chị tin liền hả? Tất nhiên là chị không có tin lời của anh ta. Nhưng mà chị tin chắc một điều rằng tất cả mọi xui xẻo của mọi người là từ chị mà ra. Em nghĩ là ông có ý đồ gì nên mới nói với chị như vậy á. Bây giờ ông nói với chị cái gì? Chị kể hết cho tụi em nghe đi. Đúng rồi đó chị. Thôi, để sau đi. Không biết mình có nên tới đó không ta? Nhất định ông phải nói cái gì đó nữa thì chị Hằng mới như vậy. Thằng cha này nói chị Hằng là sao chổi, mà anh thấy ổng mới là sao chổi á. Xỏ lá thiệt. Sao choáng quá vậy ta? Chết rồi, trễ giờ hẹn rồi. Xe của tôi đâu rồi? Mẹ! Mẹ ơi! Gì vậy con? Xe của con đâu rồi? Hả? Mẹ đâu có biết đâu. Chìa khóa con không thấy nữa. Mẹ đâu có biết đâu. Nãy giờ mẹ ở làm sao? Mẹ đâu có biết đâu. Là sao? Bây giờ tôi có việc gấp, tối nay về tôi hỏi chuyện bà. Làm gì mẹ hỏi chi vậy? Ghê. Cao lắm thì
cho mẹ chiếc xe thôi. Anh hẹn em 10 rưỡi mà, sao giờ này mới tới? Anh còn tưởng em không tới nữa đó. Tại sao anh có thể đổi trắng thay đen, đổi hết mọi tội lỗi lên đầu tôi? Trong khi đó tôi chỉ vô tình xuất hiện ở hiện trường, chứng kiến cảnh anh giết người thôi mà. Vậy là em biết hết bí mật rồi hả? Em cũng đâu có yêu thương tôi tới mức chôn vùi tất cả bí mật đó đúng không? Anh nói vậy là ý gì? Mỹ, tất cả những người biết bí mật của anh đều phải xuống dưới kia hết. Anh để em bên cạnh anh đó, tại vì anh nghĩ em không giống họ. Nhưng rồi tới một ngày anh chợt nhận ra là em từ từ giống họ rồi đó. Anh cũng biết là em muốn đẩy anh vô tù đúng không? Nói vậy là anh muốn giết tôi hả? Không, anh yêu em còn không hết nữa mà, sao giết em được? Anh chỉ muốn chôn vùi tất cả những bí mật đó mãi mãi thôi. Tôi đã nắm trong tay toàn bộ chứng cứ của anh. Nếu như mà anh giết tôi, anh ngồi tù mọc gông đó. Sao? Vậy là em cũng nắm tất cả chứng cứ để chuẩn bị tố cáo tôi à? Vậy mà em nói em yêu tôi hả? Vậy chứ anh yêu tôi hay là anh yêu những bí mật của anh? Anh yêu em, nhưng mà anh yêu thanh danh. Anh yêu tất cả những gì anh gây dựng nên. Anh không thể để một người con gái như em tố cáo làm sụp đổ tất cả mọi thứ anh gây dựng được. Đứng lại! Anh ác lắm! Đừng trách anh ác. Thà anh ác với em còn hơn anh ác với chính bản thân mình. Em phải chết đi thì anh mới sống yên ổn được. Anh Thanh! Anh làm gì vậy? Cô tới đúng lúc lắm. Lúc nào cũng rất đúng lúc hết á. Bây giờ cũng vậy, vụ tai nạn 3 năm trước cũng vậy. Cô xứng đáng là người phụ nữ bên cạnh tôi. Mà nếu là người phụ nữ bên cạnh tôi á, thì chịu tội giùm tôi luôn đi. Dù sao thì cô cũng là kẻ ở trong tù ra mà. Alo, tôi muốn gọi báo án. Theo như anh Thanh đã khai với chúng tôi thì cô Hằng và cô Mỹ có xảy ra xô xát tranh chấp, dẫn tới việc cô có ý định đánh chết cô Mỹ. Anh Thanh đã khai như vậy sao? Đúng vậy. Trước cơ quan điều tra tôi sẽ nói lên sự thật. Ai cũng biết là tôi yêu Mỹ đến thế nào mà.
Điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là đã có lúc tôi tin anh ta thật sự. Anh ta là một con sói đội lốt cừu. Tôi và Hằng làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Với lại tôi không thể bao che cho Hằng được. Nếu tôi làm như vậy thì có lỗi với Mỹ lắm. Cô ta chết rồi sao? Chuyện trả thù cho Bình Minh thì tôi hiểu, nhưng mà trả thù tới mức đó thì... Tôi không giết người. Bây giờ chúng tôi không thể tin được lời nói của ai. Chúng tôi chỉ tin vào những gì thấy được tại hiện trường. Được biết cô và cô Mỹ đã có hiềm khích với nhau từ trước vì chuyện tình cảm, có đúng không? Hằng và Mỹ cùng yêu tôi. Hai người từng xảy ra cự cãi rất là nhiều lần rồi. Sau đó Hằng biết được Mỹ giết Bình Minh. Cô ấy muốn trả thù cho người bạn của cô ấy nên đã ra tay với Mỹ. Chuyện xảy ra như vậy tất cả cũng là lỗi của tôi. Tại sao anh ta lại nói như vậy? Đây, nghỉ con ngồi xuống. Anh hãy khai ra chuyện cô Mỹ giết Bình Minh là như thế nào. Dạ, ngày hôm đó Mỹ với Bình Minh xảy ra xô xát vì Bình Minh có ý bênh vực Hằng. Rồi Mỹ đã lỡ tay sát hại Bình Minh. Sao tới giờ anh mới khai ra? Vì Mỹ là người yêu của tôi, tôi không thể khai ra tội của cô ấy. Nhưng nếu anh không khai ra thì anh sẽ bị nghi là đồng phạm mà. Dạ, tôi biết rồi. Tôi bị quan, xin các anh điều tra lại. Những chứng cứ có tại hiện trường đang chứng tỏ cô là người giết cô Mỹ. Và cô còn liên quan tới cái chết của cô Bình Minh, vụ án hiện tại mà chúng tôi đang điều tra. Nhưng thật sự là tôi bị quan mà. Ai vô đây cũng kêu mình quan, còn nhiệm vụ của chúng tôi là tìm ra sự thật. Hiện giờ cô đang bị tình nghi là cố ý giết người và có liên quan tới vụ án hết sức nghiêm trọng, nên chúng tôi tạm giữ cô để phục vụ điều tra. Đồng chí, đưa cô ấy ra ngoài. Mời cô. Nè cô, cô không được vô. Cô làm gì vậy? Chú, cô không được vô. Chú ơi, chú cho tôi vô gặp con gái tôi đi chú. Không được, tôi nói là không được. Cô Mỹ đang là nhân chứng, cũng như là người liên quan đến một vụ án rất là nghiêm trọng. Người nhà không được tiếp xúc. Tôi vô tôi không ra được. Liền à. Tôi nói là không được. Trời ơi, tại sao lại ra nông nỗi này? Tình yêu là cái thá gì mà phải tranh giành sống chết như vậy hả Mỹ? Trời ơi, cái số mình làm sao á. Thằng bồ thì giật luôn chiếc xe không liên lạc được. Con gái của mình thì nằm trong đó không biết sống chết làm sao hết. Em có tin là chị Hằng đánh chết bà Mỹ không? Đời nào con kiến chỉ còn không dám giết nữa mà. Khổ một cái á, chị Hằng có tiền án đi tù một lần rồi. Bây giờ nói cái gì cũng khó hết á. Chưa kể là hiện trường với tất cả mọi thứ đều đổ dồn vô chị hết á. Sao không ai bắt em đi tù thay cho chị đi? Số gì mà khổ quá chừng. Chuyện này nhất định là ông Thanh với bà Mỹ hại chứ không ai á. Thôi, để từ từ mình nghĩ cách. Giờ mà nghĩ gì nữa, lúc mà công an tới là chị Hằng đang cầm cục đá có dính máu của bà Mỹ rồi. Cái ông Thanh là người gọi công an tới để báo sự việc. Bây giờ quan trọng nhất là bà Mỹ phải tỉnh lại rồi mới biết được sự thật. Mà bà Mỹ có ưa chị Hằng đâu, lúc tỉnh lại cũng vậy à. Anh đi đâu vậy? Anh về kêu mẹ anh bán nhà, mướn luật sư, minh oan cho chị Hằng. À, đúng rồi, mình phải mời luật sư. Ừ, đi hả? Đi.
À, con. Mẹ. Con, sao rồi con? Con có bị công an bắt không? Con không sao hết. Nhưng mà con mới ở đồn cảnh sát vậy đúng không? Mà rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Thôi, vô nhà rồi nói chuyện nha mẹ. Con nói sao? Con giết con Mỹ rồi con vu oan cho con Hằng hả? Con không còn cách nào khác. Khi mà cô ta đem tất cả bí mật của con để uy hiếp con, nên con đành phải mượn tay Hằng để kết liễu cô ta. Như vậy là một lần nữa con Hằng nó đi tù thay con hả? Cũng đáng đời cho nó. Ai biểu nó ngu làm cái gì. Mà con nè, thôi nha, lần sau con đừng làm chuyện ác nữa nha. Tất cả là tại mẹ đó. Tại mẹ làm cho con nhúng chăm một lần nên cuộc sống của con mới khổ sở vậy nè. Kể từ bây giờ mẹ đừng dính dáng tới cuộc sống của con nữa là được rồi. Trời đất ơi, như vậy là mình sai hả? Con tôi nó làm như vậy có phải là ác quá không? Em sợ lắm anh ơi, em không muốn đi tù đâu. Đưa cô ấy sang phòng điều tra. Không ạ. Mời con. Anh ơi, trả lời con. Anh ơi, cứu em. Anh Thành. Đi. Anh Thành, anh nhớ cuối không? Thì anh cũng chờ được ngày này rồi. Em về rồi. Người cô xin lỗi là nó chứ không phải là tôi. Cô nhìn đi, tôi đang nhìn cô đó. Gia đình anh sắp xếp cho anh một cuộc hôn nhân tốt hơn. Người ta xứng đáng hơn em. Mời bà uống nước. Dạo này tôi gọi hoài cho thằng Trung mà không được. Không biết nó trốn mất tâm mất tích ở đâu rồi nữa. Chắc là cậu Trung bận chuyện gì đó bà. Nếu mà rảnh á thì cậu gọi điện cho bà rồi. Hy vọng nó qua bên kia nó sẽ suy nghĩ lại. Nó là một người tốt. Mong sao sau này nó sống bình yên. Tôi chỉ mong sao nó đừng dính vào con nhỏ đã hại chết em nó là tôi yên tâm rồi. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Công an thành phố Hồ Chí Minh, phòng cảnh sát điều tra tội phạm, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, căn cứ hành vi giết người và vu khống người khác, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Đức Thanh. Trời ơi, nó không có thổi gì hết, đừng bắt nó. Thanh ơi, Thanh ơi. Đi. Mấy người đừng bắt con tôi. Mấy người làm ơn đừng bắt con tôi. Trời ơi, Thanh ơi, Thanh. Mời anh. Anh biết tại sao chúng tôi mời anh lên đây không? Tôi biết chứ. Là điều tra lại vụ án 3 năm trước. Đúng như vậy. Nhưng vụ án đó đã khép lại rồi. Người phạm tội cũng đã bị xử lý trước pháp luật rồi. Đúng là vụ án 3 năm trước đã được xử cho cô Hằng. Và cô ấy đã ngồi tù 3 năm cho tội lỗi của mình. Vậy tại sao phải lật lại vụ án này? Tại sao làm chuyện ngược đời như vậy? Chúng tôi nói chuyện tôn trọng anh. Hy vọng anh cũng làm điều đó với chúng tôi. Làm sao mà tôi bình tĩnh được khi mà một ngày đẹp trời á,
tự nhiên tôi lại bị các anh bắt giữ. Tôi cho anh biết, nếu là tội vu khống thì tôi có thể thuê luật sư đưa các anh ra tòa. Đó là chuyện của anh, nếu anh thấy đó là cần thiết. Nhiệm vụ của chúng tôi là khi có người kháng án và đưa ra đủ bằng chứng thì chúng tôi phải điều tra lại. Thưa cán bộ, nếu cán bộ tin con Hằng đó thì không đúng rồi. Nó là một đứa không cha không mẹ, giờ nó đang ngồi trong nhà đá kìa. Vậy thì ai kháng án? Ai kháng án? Mời vô. Anh Thanh, đã đến lúc phải đền tội cho tất cả những gì anh đã gây ra rồi. Vụ án này chính thức được điều tra lại, và người khởi đơn là anh Trung, anh trai của người đã mất trong vụ tai nạn 3 năm trước. Anh Trung cho rằng có những khuất tất trong vụ án này. Khuất tất? Tức là mấy người tự cho rằng công an điều tra sai hả? Tôi và anh Trung đây đã có mâu thuẫn trước, bởi vì anh ta là tình địch của tôi. Anh ta không chiếm được tình cảm của Hằng nên mới vu khống tôi về vụ án 3 năm trước. Tôi đường đường là một giám đốc của một công ty lớn. Tôi sống đúng theo chuẩn mực xã hội và chưa làm bất cứ một điều gì trái luân thường đạo lý. Tôi khẳng định một lần nữa, tất cả những gì mà anh Trung đây nói là vu khống, hoàn toàn không có bằng chứng, dựng chuyện lên để bôi nhọ tôi. Trong khoảng thời gian anh Trung chia tay với cô Hằng, anh Trung không hề đi nước ngoài, mà ngược lại, tất cả đều là kế sách của chúng tôi yêu cầu anh Trung đây hợp tác. Vậy là các người cố tình lập mưu đưa tôi vào bẫy à? Được lắm, tôi sẽ thưa các người ra tòa. Được, anh cứ kiện chúng tôi nếu anh cảm thấy mình trong sạch. Còn anh nữa, anh là đồ lưu manh. Tôi làm gì anh? Tôi làm gì anh mà anh hãm hại tôi hả? Anh không làm gì tôi hết, nhưng anh tông chết em gái của tôi. Tôi không có. Đúng rồi, anh làm sao mà nhận được khi anh vừa tông chết một người phụ nữ thì anh lại tiếp tục đẩy một người phụ nữ khác vào tù để thay anh chịu tội 3 năm liền, và bây giờ anh lại tiếp tục đẩy cô ta vào tù một lần nữa. Tức cười, người đàn ông này, anh ta đang nói lời bịa đặt. Tôi cần luật sư. Được, ở đây có luật sư, và anh muốn mời thêm bao nhiêu luật sư cũng được. Nhưng trước tiên anh hãy nhìn nhận lại mình có thực sự trong sạch và không gây ra những lỗi lầm, những tội ác đó hay không. Khi ra tòa tất nhiên luật sư phải có, nhưng trước đó chúng tôi cũng phải thông báo là anh Trung đã cùng công an thu thập hết chứng cứ tội phạm của anh trong vụ tai nạn năm xưa. Hơn nữa trước đó anh Phong đã tự thú và khai tất cả những tội ác của anh rồi. Phong nào, hắn đã chết rồi mà. Vậy à? Tôi... Sao anh quan tâm tới tôi nhiều quá vậy? Người quan tâm tới tôi nhiều như vậy chỉ có hai loại người. Một là người yêu thương tôi, còn hai là người muốn hãm hại tôi. Anh là loại người nào hả anh Thanh? Tôi không có quen biết anh, làm sao mà hãm hại anh được chứ? Không quen biết tôi, vậy mà trước khi tôi tới đây anh đã nhắc tên tôi rồi đó. Và còn biết tôi đã chết trong bệnh viện nữa kìa. Anh không quen biết tôi cũng không sao, nhưng mà tôi biết rất rõ về anh, vì tôi là nhân chứng sống, chứng kiến chính anh đã giết Bình Minh. Tôi không có. Trước đây Bình Minh đã lấy cắp chiếc điện thoại của tôi và bán cho một cửa hàng ở dưới miền Tây nhằm mục đích lấy tiền tiêu xài. Xin lỗi nha, xin quá. Dạ không sao, để anh đứng đi. Nhớ cẩn thận xíu. Dạ. Nó vẫn phải ở đây và sẽ luôn luôn hiện diện ở đây. Sao anh Thanh, anh còn nói gì được nữa không? Tất cả là bịa đặt, vu khống.
Mấy người nói tôi có tội đúng không? Mấy người nói tôi giết người, thông xe chết người. Vậy bằng chứng? Bằng chứng đâu? Chúng tôi nếu không có đủ bằng chứng thì không bao giờ đột nhiên triệu tập anh tới đây cả. Các người, các người đang lừa gạt tôi. Các người, tôi sẽ đưa tất cả các người vào tù hết. Còn mày, tên này đã chết rồi mà. Anh ấy đã phối hợp với chúng tôi ngụy tạo ra một phong giả do chính trinh sát giả dạng. Đó mới là người bị anh thuê người truy sát. Cứ chờ đợi vậy hoài không phải là cách. Anh Phong, anh Phong, em có quà cho anh nè. Điện thoại nè. Em tìm đâu ra được cái điện thoại vậy? Em lặn lội ra ngoài thị xã, có tìm điện thoại nhỏ em mua cho anh đó. Nhóm giang hồ của tên Thanh thuê hôm bữa đó, bữa nay nó biết anh còn sống nên cho canh vòng ngoài, bây giờ lùng sục anh sâu hơn nữa đó. Em phải mất cả buổi mới ra được chợ đó anh. Cảm ơn mày đã liều mạng vì anh. Có gì đâu mà cảm ơn. Thôi bây giờ á, anh gọi điện đi. Nhưng mà bây giờ anh không nhớ số của Hằng hay là số của Trung. Vậy anh có biết tên của công ty anh Trung làm không? Hình như là công ty K và T thì phải. Vậy thì được rồi. Anh lên mạng á, gõ tên công ty thì anh sẽ gặp được số điện thoại của công ty, thì anh sẽ điện được cho anh Trung. Phải hết sức cẩn thận trong nhiệm vụ lần này. Nhớ phải làm sao để mọi thứ diễn ra y như thật. Chúng tôi sẽ có mặt kịp thời để hỗ trợ. Dạ rõ. Dạ. Các đồng chí phải bám sát hiện trường. Khi thấy trinh sát đóng giả Phong vừa ngã xuống thì chúng ta ập vô, tuyệt đối không để bọn chúng thấy mặt, rõ chưa? Rõ. Anh Phong. Dạ. Chúng tôi cần anh phối hợp ở bệnh viện trong phi vụ này. Tôi biết phải làm gì mà. Các anh hãy tin tưởng ở tôi. Anh Trung à, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Đó cũng là chuyện mà tôi muốn làm mà. Lần này nguy hiểm, anh em nhớ cẩn thận. Anh Phong, cho tôi mượn cái áo. Nè. Đồng chí, phải hết sức cẩn thận. Dạ. Sau đó, băng nhóm của tên Đài Bàng cầm đầu, chuyên nhận việc đâm thuê, chém mướn, đã bị công an triệt phá. Hiện tại tất cả bọn chúng đang bị bắt giam và đã khai ra anh thuê bọn chúng làm tất cả mọi việc. Mấy người nói lâu. Tên này, mày đã chết rồi. Chính người của tôi đã thông báo cho tôi biết, người của tôi thấy anh ta được đưa vào nhà xác rồi mà. Nếu không vì mọi người bày mưu tính kế, chắc chắn sẽ không lừa được anh đâu. Đúng vậy, người được đẩy vô bệnh viện chính là tôi. Và tôi cũng biết được chính anh đã cài cấm người trong đó để xem tôi có chết hay chưa. Nếu như tôi không chết thì người của anh cũng giết tôi đúng không? Nhưng mà xin chia buồn cùng anh, số của tôi mạng lớn lắm. Ugh.
Thằng Phong được đưa vô phòng cấp cứu rồi, có vẻ hơn. Tôi biết rồi. Hiện tại tên Thanh đang cho người theo dõi sát sao bệnh viện, chờ sơ hở là ra tay sát hại Phong. Vậy thì nhờ anh biến ước muốn của hắn thành hiện thực. À, còn chuyện của anh và Hằng sao rồi? Lúc đầu khi mà tôi chưa gặp Hằng để báo tin thì cô ấy thực sự suy sụp và hoang mang lắm. Vụ án sắp tới thời điểm kết thúc rồi, anh ráng chờ đợi thêm chút nha. Tôi biết rồi. Liên lạc người nhà bệnh nhân Nguyễn Nhân Phong, nói là anh ta không qua khỏi. Dạ. Chỗ này an toàn rồi. Cảm ơn cán bộ đã giúp tôi. Chúng tôi cũng đang làm nhiệm vụ của mình mà. Bây giờ tôi phải làm gì tiếp theo đây? Để giữ an toàn cho anh thì tạm thời anh theo chúng tôi về cơ quan. Chúng tôi đã sắp xếp cho anh một chỗ bí mật, chờ thời cơ chín mùi rồi hãy ra mặt, được chứ? Anh Trung đã cố gắng mọi cách để vừa đảm bảo an toàn cho Hằng, vừa bảo vệ nhân chứng là Phong, tránh cho anh manh động. Lúc tôi bị truy sát, chính nhờ anh Trung đã thông tin kịp thời, và tôi đã được các anh ở đây bảo vệ và giúp tôi ngụy trang thành một người khác để tránh tai mắt của anh, và tin tức về tôi qua đời để đánh lạc hướng anh đó. Thì đã các người lừa tôi, tôi sẽ thưa tất cả các người ra tòa. Còn chúng tôi sẽ kiện anh về tất cả những tội ác mà anh đã gây ra. Ôi con ơi là con, mẹ biết tìm con ở đâu đây? À, chú cho hỏi thăm. Dạ. À, dạ chào chú. Có chuyện gì không ạ? Chú ơi, thằng Thanh con tôi á, nó bị bắt vô đây điều tra nè. Rồi bây giờ á, nó có sao không chú? Rồi nó có bị bắt không? Mà tôi là mẹ của nó nè, tôi có được thăm nó không chú? Chú. Dạ chị bình tĩnh, chuyện này tôi cũng không biết nữa. Bây giờ chị cứ về nhà đi, rồi khi nào có thêm thông tin gì á, cơ quan điều tra sẽ gọi điện báo cho người nhà. Chào chị. Chú. Thanh ơi, sao lại ra nông nỗi này? Rồi bây giờ mày biết phải làm sao đây? Chúng tôi cứ tưởng mất chiếc điện thoại là không còn bằng chứng để đưa anh vô tù, nhưng chúng tôi đã phục hồi được dữ liệu trong điện thoại. Anh tự xem đi. Người đàn ông trong clip có phải là anh không? Tôi chưa dừng lại ở đó, anh tiếp tục trượt dài trên con đường tội lỗi của mình. Anh muốn giết cô Mỹ để bịt đầu mối.
Khi thấy cô Mỹ biết quá nhiều chuyện, và một lần nữa anh muốn đưa cô Hằng vào tù như ngày xưa anh đã từng làm với cổ. Bị gọi khốn nạn, rồi anh sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Tôi biết anh giận dữ khi người thân của anh bị hắn ta hại, nhưng tất cả những người phạm tội sẽ phải đền tội. Bây giờ anh hãy nói về chuyện của cô Mỹ. Ai là người ám sát cổ? Họ chưa có chứng cứ gì hết. Nếu bây giờ mình khai ra thì mình không chỉ ở tù vài năm vì tội tông chết Nhi, mà còn tội cố tình giết người, đi tù tới già. Mình còn công ty. Không được, mình không được nhận. Chuyện của Mỹ tôi đã khai báo, đó là vụ án ghen tuông giữa Hằng và Mỹ, và cũng đã được xử lý rồi, hoàn toàn không liên quan gì tới tôi. Chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ anh đã sát hại cô Mỹ. Bằng chứng? Bằng chứng gì? Bằng chứng đâu? Tôi không tin. Đây là đoạn clip cô Mỹ đã ghi lại cuộc gặp gỡ giữa anh và cô ấy. Tôi như vậy cũng đã về phe các người để lừa dối tôi. Tất cả mấy người là bọn thối tha đáng chết. Mày về trước đi. Trung, không phải anh đã suy sụp rồi ra nước ngoài rồi sao? Làm sao có thể suy sụp khi biết tất cả sự thật? Và trong thời gian này còn nhiều việc cần phải giải quyết lắm. Tất cả sự thật, anh muốn nói gì tôi không hiểu. Em không hiểu hay em giả vờ không hiểu vậy? Có chuyện gì anh nói đi, tôi có việc phải đi gấp. Chuyện gấp của em là đến gặp hắn ta và nghe giải thích tại sao lại đổ hết tội lỗi lên người của em và Hằng, và vì sao lừa dối em. Tôi không ngờ anh cũng không vừa. Vậy là anh đã giả đò để đánh úp anh Thanh. Được quá hả? Bị ổi mà. Đối với người bị ổi, mình không bị ổi thì làm sao đánh trận chiến này? Tôi nói rồi, có việc gì thì anh nói đi, tôi có việc gấp. Em tới để nghe hắn giải thích là tại sao hắn ta lại lừa em. Em có chắc chắn rằng hắn ta không cài sẵn một cái bẫy đi lừa em tới không? Nếu như có cũng chỉ là việc riêng của tôi, mong anh đừng xen vào. Mỹ à, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi. Thanh là một người cực kỳ nguy hiểm. Em ở cạnh hắn ta bao nhiêu ngày, em không cảm nhận được gì hay sao? Đừng có nói nhiều lời. Anh có gì thì anh cứ nói đi, tôi không có thời gian. Ngay bây giờ để đảm bảo cho sự an toàn của em á, anh muốn em trước khi đi gặp hắn ta, em nên ghi âm lại cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Nếu không có chuyện gì thì thôi, còn nếu như có gì á, hoặc là hắn vẫn muốn đổ hết tội lỗi lên người của em, thì đó sẽ là bằng chứng để cứu lấy chính em. Tất cả đã quá rõ ràng rồi đúng không anh Thanh? Chỉ một điều là tôi không ngờ tới bây giờ anh lại muốn đổ hết tất cả tội lỗi lên người của Mỹ. Dù sao á, cô ta cũng đã hết lòng yêu anh rồi mà. Bây giờ tôi càng lại không hiểu nữa. Ngoài vẻ mặt hiền lành đó, bên trong con người của anh là như thế nào hả anh Thanh? Thật tiếc cho Mỹ, tôi dặn dò kỹ lưỡng bao nhiêu lần rồi, vì quá chủ quan, vì quá mù quáng với tình yêu dành cho anh, vì không muốn nhận sự bảo vệ từ tôi, vẫn cố tình đi đến đó, cho nên là mới xảy ra sự việc thương tâm tới như vậy.
tất cả đã hết rồi. Tất cả kết thúc thật rồi. Tôi cứ tưởng mọi thứ sẽ hoàn hảo chứ. Tôi cứ tưởng tôi chôn vùi hết mọi thứ, tôi sẽ được tiếp tục sống cuộc sống tốt đẹp, hoàn hảo và giỏi giang trước mặt mọi người. Nhưng không, tất cả mọi thứ ngay giây phút này như một ván bài lật ngược. Làm sai thì phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật. Cảm ơn. Anh ở đây chứng tỏ vụ án đã xong rồi. Thành đã bị bắt, chỉ còn chờ sự trừng phạt của pháp luật nữa thôi. Em xin lỗi vì em có quá nhiều tham vọng của bản thân và tình yêu mù quáng của mình. Mà thật ra là em quá là may mắn khi vẫn còn người tốt như Hằng và anh ở bên cạnh. Bây giờ em thật sự thấy thấm thiết. Em nhờ anh chuyển lời cảm ơn tới Hằng vì hôm đó cổ đã xuất hiện kịp thời, chứ không thì... Cảm ơn anh vì anh đã bỏ qua hết tất cả cho em sau những gì mà em đã làm. Nhưng mà sao anh biết được là anh ta muốn giết cả hai để bịt đầu mối? Anh không biết nữa, anh chỉ đoán thôi. Vì người như Thanh á sẽ không từ mọi thủ đoạn để che giấu cái ác của mình. Anh thấy Thanh tội nghiệp lắm, anh ta luôn bị áp lực bởi hai chữ hoàn hảo. Vì vậy anh ta sẽ làm mọi cách để che giấu khuyết điểm của mình, thậm chí giết người để bịt miệng. Còn con đường nào để anh trở về không anh? Còn chứ, luật pháp luôn công bằng và sẽ khoan hồng cho những ai biết sai mà chịu sửa. Em xin lỗi anh vì đã tiếp tay với anh Thanh làm điều không tốt. Em đó, nhanh chóng tình dưỡng để hồi phục đi, vì công ty đang chờ em. Công ty? Đúng, là K&T. Đó là nơi mà cha mẹ em và cả cha mẹ của anh đã gây dựng nên. Chúng ta phải gìn giữ và phát triển nó ngày một bền vững. Em cảm ơn anh vì anh đã chịu được cho em quay về. Nhưng mà anh nghĩ sau những gì mà em với anh Thanh đã làm với mọi người thì em còn cơ hội để quay về sao? Sau khi điều trị khỏi bệnh, em phải ra tòa chịu những hình phạt mình gây ra. Em xin lỗi anh vì đã cùng anh Thanh ăn cắp ý tưởng của K&T, làm công ty thiệt hại rất nhiều. Vậy thì anh và Hằng á sẽ chờ em quay lại công ty để bù đắp tất cả các thiệt hại. Còn bây giờ khi em chưa khỏe lại, anh sẽ không tha lỗi cho em đâu. Em nghĩ với bản lĩnh của anh và Hằng, liệu có cần đến em để đưa công ty hoạt động bình thường không? Em sợ đến lúc về không ai muốn nhận một người tù tội như em đâu. Công ty luôn chờ em. Còn bây giờ em cần phải nghỉ ngơi, hôm khác anh sẽ vào thăm em. Dạ. Mà nè, có ai chăm sóc em chưa? Anh nhờ dì Tư qua phụ em nha. Em có mẹ chăm sóc em rồi. Nghỉ ngơi đi, anh về trước. Dạ. Chào cán bộ. Mai. Dạ, cảm ơn anh. Mẹ. Con gái,
Con gái ơi, con thấy làm sao rồi? Con có đói bụng không? Mẹ đi mua cháo cho con nha. Không ấy, mẹ đi mua cơm chiên trứng cho con nha. Mẹ đi liền nha. Con không cần ăn gì trong lúc này đâu. Giờ con chỉ còn một mình, con sợ quá. Còn mẹ nè, mẹ sẽ ở bên con. Cầm tiền á rồi đi đi. Cái hạng người buôn hương bán phấn như cô á, đứng ở đây chỉ làm ô uế nhà của tôi thôi. À, dạ tôi biết rồi, tôi biết rồi. Bỏ dạ, biến tôi đi. Đi. Dạ, cảm ơn chị. Mẹ, mẹ đi đâu vậy? Buông ra. Bây giờ tao không phải là mẹ của mày. Bây giờ bà đó mới là mẹ của mày á. Mẹ ơi mẹ, mẹ đừng bỏ con. Con đừng có lo lắng gì hết á, có mẹ ở đây rồi. Mẹ, đừng bỏ con nữa được không mẹ? Con thật sự rất cần mẹ. Con gái, con chịu tha lỗi cho mẹ rồi sao? Tưởng cả đời này con không tha thứ cho mẹ. Thật sự mẹ không có tốt, nhưng chỉ có cách xin tiền con để gặp con mỗi ngày. Con gái, mẹ xin lỗi con vì bỏ rơi con lúc nhỏ. Khi con lớn, mẹ lại đối xử tệ với con như vậy. Một mình con buôn ba gồng gánh, mệt mỏi lắm phải không con? Mẹ ơi, con mệt lắm mẹ ơi. Con mệt thì con nghỉ ngơi đi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Ráng lên con, mẹ sẽ chờ con về. Nhưng lúc này, lúc con trải qua thập tử nhất sinh, mẹ mới nhận ra tình mẫu tử thiêng liêng như vậy. Nếu con tha lỗi cho mẹ thì mẹ hứa mẹ sẽ quyết tâm sửa đổi. Vậy mẹ về sống với con tới lúc con lấy chồng, rồi chăm sóc cháu của mẹ được không mẹ? Tất nhiên là sau khi con chịu hình phạt từ pháp luật. Chịu. Mẹ hứa. Mẹ hứa mà, mẹ sẽ chờ con. Con ráng nghỉ và mau khỏe nha. Mời hai chú ngồi dùng nước ạ. Cảm ơn bà, cậu Thanh đã khơi ra toàn bộ sự thật. Ủa, dạ sự thật gì? Tôi có biết gì đâu. Bà đừng cố chấp nữa, mời bà theo chúng tôi về trụ sở cơ quan điều tra để làm việc. Làm gì mà điều tra tôi? Tôi có tội gì đâu mà điều tra tôi chứ. Bà đang bị tình nghi về tội đồng lõa và che giấu tội phạm. Không có, tôi không có đồng lõa mà không có che giấu tội phạm gì hết trơn á. Chắc là mấy chú lộn người rồi đó, chứ hoàn toàn tôi không biết cái gì hết. Bà đã bị tình nghi về tội đồng lõa và che giấu cho chính con trai của mình ở trong vụ án cách đây 3 năm trước. Tôi không biết, tôi không biết gì hết á. Mời bà về cơ quan điều tra để làm việc. Mời bà. Mẹ, cho tôi nói chuyện với con tôi chút nha. Được. Con có làm sao không vậy? Con còn không sao được hả? Con bị như ngày hôm nay là nhờ vào phước của mẹ hết đó. Con nói gì vậy? Con nói gì hả? Con đang đứng ở đây là nhờ một tay của mẹ hết đó, mẹ biết không? Nhờ vào cách giáo dục nuôi nấng của mẹ, kết quả dạy dỗ của mẹ hết đó. Mẹ nói con kiểu gì vậy? Con nói với mẹ như vậy đó hả? Mẹ lo cho con, mẹ thương con, rồi bây giờ con trách mẹ như vậy được đó hả? Mẹ không nhớ hả? Vậy thì để con nhắc lại cho mẹ nhớ. Cách dạy dỗ của mẹ từ nhỏ đã khiến con phải đoạt được tất cả quyền lợi riêng của mình bằng mọi giá. Còn có ngày hôm nay là do mẹ hết đó. Con
mình cho bạn cái kẹo nè. Nhà bạn có nhiều kẹo không? Có, mẹ mình có mua cho mình một hũ luôn. Vậy bạn cho mình cây này đi, mình về mình chơi em mình. Được. À, ai cho mày vệ sinh? Hả? Mày con cái nhà ai? Sao mày khôn lõi vậy hả? Dạ. Cho một cây rồi còn xin thêm một cây nữa, rồi còn làm gì đó? Buông tay ra coi. Đi về cho tôi. Từ giờ không có qua đây nữa nghe chưa? À. Đi về đi. Con gái con lứa gì? Còn con nữa, là con trai mà sao mềm yếu vậy? Cái gì cũng chia cho bạn hết á, chỉ có thiệt cho mình thôi. Nhìn cái gì, mẹ nói không đúng hả? Nhưng cô giáo dạy là phải biết chia sẻ đồ cho bạn mà. Chia sẻ á, chỉ có thiệt cho mình thôi. Đàn ông á thì phải mạnh mẽ lên. Sống mà nhu nhược quá, cái gì cũng nhường cho người ta hết á, sao mà thành tài được? Cái gì mình muốn á là mình phải giành giật cho bằng được, hiểu chưa? Dạ. Từ bây giờ con phải nghe theo lời mẹ, tất cả những gì mẹ nói đều đúng hết, hiểu chưa? Đi vô. Dạ mẹ. Con với cái gì đâu không á. Ông ơi, con cho ông nè. Con làm cái gì vậy hả? Đi qua đây cho mẹ. Cái thằng này, đứng qua đây coi. Tại sao vậy hả? Mẹ nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe hả? Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, tại sao lại tiếp xúc với mấy người này? Không được lại gần người ta, không có cho gì hết á. Lo cho thân mình trước đi, hiểu chưa? Dạ con hiểu. Đi về, biết tay mẹ. Lì đâu mà lì á. Thanh, đứng dậy cho mẹ. Tại sao vậy hả? Mẹ dặn bao nhiêu lần rồi, mẹ dặn bao nhiêu lần rồi. Ai cho chơi với mấy đứa này hả? Đi về. Sao mà cứ cãi mẹ hoài vậy hả? Trời đất ơi, học cái kiểu gì mà ngủ hoài, làm sao thành tài đây không biết nữa. Vậy đang học và ngủ cái gì con? Dạ mẹ. Nè, uống miếng nước trà cho tỉnh đi. Dạ. Dạ cảm ơn mẹ. Nghe mẹ nói nè, con á phải cố gắng mà học để mà thay đổi được cuộc sống của mẹ con mình. Chỉ có học, dạ, mới thay đổi được cái vị thế của mẹ con mình trong xã hội. Mẹ nói như vậy mà con có hiểu không? Con hiểu. Hiểu liệu cái gì? Con á là con phải nghe mẹ. Tất cả những cái gì mà mẹ tính toán cho con không bao giờ sai. Dạ. Con cứ học đi, cứ học thiệt giỏi cho mẹ. Dạ. Sau này á, địa vị của con càng cao. Dạ. Thì lúc đó á, con muốn cái gì cũng được hết á. Ờ, mẹ, vậy là mình mà quyết tâm á, là mình muốn đặt cái gì á thì mình cũng được hết hả mẹ? Ừ. Nè, thứ con muốn là cái gì? Có phải là tiền tài, địa vị, danh vọng không? Đó. Dạ. Thì á, chỉ cần là con chịu khó học hành. Dạ. Thì sau này tất cả những thứ đó đều nằm trong tay con. Dạ con biết rồi. Thôi vậy để con học tiếp nha mẹ. Không có ngủ nữa nha. Dạ dạ con nhớ rồi. Ừ. Mẹ nuôi dạy một đứa trẻ xa như thế nào mẹ biết không? Bây giờ con sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình thôi, chỉ biết tới địa vị, tiền bạc. Để bây giờ con mất hết tất cả nhân phẩm, mất cả cuộc đời là do mẹ đó. Mời con. Mẹ. Mẹ. Dạ, tôi mời bà chủ. Thì ra hôm rày không liên lạc được với thằng Trung, là nó đang ở trên đồn công an phải không? Dạ phải bà chủ, cậu Trung á đang phụ công an điều tra một vụ án.
mà vụ án đó có liên quan tới cô Hằng. Lại là con nhỏ xấu xa đó. Cái thằng gì đâu mà ngu muội vậy không biết, cứ bám riết lấy kẻ đã hại chết em gái mình. Tôi nói thiệt nha, nó mà không dứt được với con nhỏ đó là tôi từ nó luôn. Dạ thưa bác, thằng Trung nó không dứt được với Hằng đâu bác. Con nói cái gì vậy? Tại vì Hằng á, không phải là người hại chết em Nhi năm xưa. Nè, con lại bao che cho thằng Trung nữa đúng không? Dạ, con không có bao che cho nó. Nhưng mà mấy ngày nay á, thằng Trung nó hỗ trợ công an để điều tra hung thủ đã hại chết em Nhi. Và người đó không phải là Hằng. Con nói sao? Hằng không phải là người đụng chết em Nhi năm đó, mà là Thanh. Thanh? Thanh là bạn trai cũ của Hằng. Tên này đã cháo tay lái, đổ tội hết cho Hằng. Bà thấy chưa, tôi đã linh cảm ngay từ đầu rồi. Cô Hằng á, không phải là người lái xe. Nhưng mà tại vì do không có chứng cứ nên tôi đành chịu thôi. Lạy trời, những gì con cầu xin đã trở thành sự thật. Con bé không phải là quan gia của cái nhà này. Nếu như Hằng không phải là quan gia của gia đình mình thì Hằng với Trung đến được với nhau không bác? Tất nhiên là được rồi. Tôi nhưng bác cảm thấy là bác có lỗi với con Hằng nhiều lắm. Vì sự hiểu lầm, bác đã gây cho con Hằng biết bao nhiêu tổn thương. Bà chủ, lúc trước chưa xảy ra chuyện á, bà cũng thương con Hằng như là thương con gái trong nhà mà bà. Đúng vậy, lúc chưa có sự hiểu lầm, tôi vẫn luôn mong là hai đứa đến được với nhau. Con biết không, qua thời gian tiếp xúc, bác nhận thấy Hằng không phải là cô gái xấu. Những lúc nó chăm sóc cho bác, bác cảm nhận được Hằng là một cô gái rất tình cảm, giàu nghị lực và rất tử tế. Bác nói đúng đó bác, Hằng là một cô gái rất tử tế. Con thấy á, nếu mà Hằng làm con dâu của bác, con đảm bảo hợp với bác 100% luôn á. Cậu Thiện này á, chỉ được cái nói đúng mà. Cảm ơn con nghe con. Cũng may là con đến đây để thông báo với bác cái chuyện mà bác đang mong đợi. Thằng Trung đâu rồi? Kêu nó về liền cho bác. Cái thằng này nè, hở ra là nó đi biệt tâm biệt tích hả? Còn đổ bác, thằng Trung bây giờ nó đang ở đâu? Cuối cùng cũng được tự do rồi. Cứ tưởng là lần này á phải ở trong đó lâu hơn. Vụ án cô bị hàm oan 3 năm trước, chúng tôi sẽ làm rõ và công bố trước phương tiện truyền thông cũng như văn bản để trả lại sự trong sạch cho cô. Dạ cảm ơn anh, tôi quyết tâm sẽ làm lại từ đầu. Chúc mừng cô. Cảm ơn anh. Chào anh. Có người tới rước chị mà chị đi bộ về. Như vậy là chị không công bằng với đôi chân của chị đâu á nha. Vậy nếu chị mà đi với người đó về thì không công bằng với con tim chị đâu á nha. Chị bỏ về á cũng không công bằng với người tới đón chị đâu. Nhưng mà cuộc sống lúc nào cũng có công bằng hết ha, đúng không bé? Tính nắm tay người ta hả? Không có dễ đâu. Xỏ lá thiệt. Sao lúc nào cũng bất công với tình cảm của anh dành cho em hết vậy? Bé, bé. Sao anh không về nhà? Tới đây đón em chi? Cô Nga lo cho anh lắm đó. Ta nhớ em mà. Nhớ mà anh đối xử với người ta như vậy. Anh có biết á, thời gian đầu mà anh mất tích, em cứ tưởng là anh bỏ em thiệt rồi chứ. Nhưng mà anh cũng đã quay trở lại và nói rõ với em hết tất cả rồi mà. Vậy mà rõ cái gì? Anh có biết á, đó chỉ là đoạn sau thôi. Trước đó em phải khóc bao nhiêu nước mắt không? Anh biết.
Anh biết là em phải chịu nhiều áp bức, nhưng mà khi anh phối hợp với công an, họ yêu cầu anh phải giấu tất cả mọi người, kể cả người thân. Giấu luôn em hả? Đúng, anh giả vờ chia tay em á là để đánh lạc hướng Thanh. Đó cũng là cách bảo vệ em, nhân chứng vật chứng của vụ án năm xưa. Vậy còn chuyện anh Thanh hại công ty của anh là thật hay giả? Là thật. Hiện tại bây giờ nhân viên ở công ty anh đều chuyển qua làm cho Thanh và Mỹ. Công ty hiện tại vẫn đang hoạt động cầm chừng, chờ anh trở về. Nhưng mà bây giờ anh Thanh đã vào tù rồi, còn Mỹ thì sao? Mỹ sẽ giải tán công ty. Cũng may á là cô em họ anh hiểu chuyện, nếu không thì... Thôi đi, đừng nhắc chuyện đó nữa. Bây giờ anh muốn ôm em một cái. Dạ, mời bà chủ uống trà. Bà chủ cũng đừng có sốt ruột quá, cậu Trung á cũng sắp về tới rồi. Cô cứ để đó cho tôi. Vậy thôi, bà ngồi uống trà nha bà. Thưa mẹ. Con chào cô. Mẹ muốn nói chuyện riêng với Hằng. Nhưng mà mẹ... Con yên tâm đi, mẹ sẽ không ăn thịt ăn cá gì nó đâu. Mà mẹ, mẹ nói gì thì nói, đừng có nói xấu con với Hằng nha. Ê trời. Vậy thôi, con chào mẹ. Cô cứ ngồi đi cô. Con gái bé nhỏ của cô, thời gian qua con đã chịu nhiều oan ức quá rồi. Cô xin lỗi con. Cô đừng nói như vậy, tất cả đều là lỗi của con hết. Mọi người cũng biết, kế hoạch kinh doanh đã bị giám đốc kinh doanh đánh cắp, khiến công ty thiệt hại rất lớn. Nếu tôi không muốn nói là công ty chúng ta đã bị kiệt quệ kinh tế. Tôi muốn hỏi chủ tịch một câu, công ty của mình đó có còn hoạt động hay là không? Để tôi còn biết tìm công ty khác mà làm nữa. Không hoạt động gì cũng không trả lương, tụi tôi biết tính sao đây? Đúng rồi đó. Thật ra chúng tôi rất là muốn trung thành với công ty, nhưng hoàn cảnh thì không cho phép. Mong anh thông cảm cho. Dạ đúng rồi đó chủ tịch. Tôi xin lỗi tất cả mọi người vì sự khó khăn của công ty trong thời gian qua, nhưng tôi đã ở đây. Tôi hứa sẽ vực dậy công ty ngày càng phát triển thịnh vượng hơn nữa, cho nên mọi người đừng lo. Không phải cô Mỹ và anh Thanh ra lập công ty riêng, bây giờ lôi kéo hết đối tác và nhân viên qua đó, giờ mình tính sao đây? Đúng,
Nhưng tôi đã ở đây. Tôi tin rằng với khả năng của mình, cùng với sự nỗ lực của tất cả mọi người ở đây, chúng ta sẽ vực dậy công ty một cách mạnh mẽ, bền vững. Mọi người có đồng ý với tôi không? Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng tôi. Bây giờ thì mình sẽ quay về làm việc, và tôi sẽ triển khai những kế hoạch mới nhất cho mọi người. Sao, cô chủ nhỏ có định cùng chúng tôi phát triển công ty không? Nói thiệt á là bây giờ em cũng đang bận bịu dữ lắm. Cửa hàng rau á càng ngày càng có nhiều khách, mà em còn phải phát triển cái trung tâm dành cho những người hoàn lương nữa. Công việc đang được tiến triển những bước đầu tiên, cho nên em bận rộn dữ lắm. Nhưng mà em sẽ ráng bớt ăn bớt ngủ để giúp cho mọi người làm tất cả mọi thứ. Cảm ơn cán bộ. Anh với mẹ đang chờ ngày ra tòa để trả giá cho lỗi lầm của mình. Còn Mỹ sao rồi em? Mỹ đã ra trình diện, và bây giờ cô ấy cũng đang bị tạm giam giống như anh. Thật đáng buồn khi hai người yêu thương anh đều dung túng cho những cái sai của anh, để bây giờ phải trả giá đắt như vậy. Còn em, sau tất cả tội lỗi mà anh gây ra cho em, em không oán hận anh à? Hôm nay em tới thăm anh Thanh của ngày xưa lần cuối. Đúng là do anh. Tất cả là vì tham vọng của anh. Anh đánh mất chính bản thân mình, đánh mất em. Em cũng không biết cái gì đã kéo anh và em ra xa nhau như vậy. Anh Thanh ngày xưa đã chết trong tim em từ lâu lắm rồi. Anh biết Trung đã thay thế vị trí đó đúng không? Em cũng không biết từ khi nào anh Trung lại có vị trí quá lớn trong tim em như vậy. Mà thôi, bây giờ đừng nói chuyện đó nữa. Sau này em định thế nào? Em sẽ làm đám cưới. Đáng lẽ tên chú rể phải là anh, nhưng mà chính anh đã phá hủy tất cả mọi thứ rồi. Anh biết, anh rất hối hận chỉ vì tham vọng của anh mà đã để mất người con gái tốt như em. Tất cả là lỗi của anh. Muộn màng lắm rồi. Màn này ngủ chỉnh hoài sao nó xéo hoài vậy ta? Ủa anh Hiền, cái này dán đâu anh? Dán vô mặt tôi nè. Ý đâu được, chứ Hiền nó dán vô mặt anh nhìn nó hề lắm. Vậy cũng ổn được, dán vô nó đi. Dạ. Bé, em làm ít thôi vừa sức nha. Ngày mai làm chú rể phụ, em là cô dâu phụ đó. Nè. Bé ơi. Gì vậy? Bây giờ làm dâu phụ tạm thời thôi, mai mốt làm dâu chính với anh nè. Chịu ghê. Ừ. Tránh qua bên để tôi gọi coi. Không đi. Rồi, mất cô dâu luôn. Ngày mai là ngày trọng đại của tụi mình, em nghĩ gì mà buồn vậy? Em đâu có buồn đâu, chỉ là nghĩ về những chuyện đã qua,
em có một chút nuối tiếc. Nè, em nuối tiếc tình xưa như cũ hả? Tôi ghen dữ lắm đó. Em nghĩ về thời thanh xuân của mình. Còn anh, lúc đó anh ở đâu? Sao xuất hiện trễ quá vậy? Thì bây giờ anh xuất hiện rồi nè. Cửa gì? Cửa gì? Cửa gì hả? Dám cười anh hả? Như lo sẵn tóc gì tư. Bà, bà hả? Nhìn kìa, nhìn hai người hạnh phúc quá hả bà? Chồng anh nè, chồng anh hả? Chồng bé, em muốn gì anh cũng gì. Vợ thì có hai người mới bốn cả bầy đó bà. Sao tôi trông tới ngày đó quá đi. Nếu mà bà trông tới ngày đó đó thì bà ráng mà giữ gìn sức khỏe. Bà có sức khỏe thì bà mới đùa giỡn được với mấy đứa nhỏ, phải không bà? Tôi thấy ba mẹ nó nghịch như vậy thì mấy mốt á, mấy đứa nhỏ nó còn nghịch hơn. Ủa dạ. Đúng không bà? Khùng. Đây tôi cắt cả. Nhớ nha, lần sau không được chọc anh nữa đó. Hả? Chào hai bạn. Anh Phong, ngày mai mới là tiệc cưới mà, sao anh tới sớm quá vậy? À, ngày mai chắc tôi không về đám cưới của hai bạn được. Tại vì mẹ tôi dưới quê có chuyện nên phải về quê. Cho nên hôm nay tôi tới đây để chúc phúc hai bạn. Tiếc quá. Vậy thôi, khi nào mà anh lên Sài Gòn á, tụi mình lại đi ăn uống ha. Mà sắp tới anh có dự định gì chưa? Ờ, thực sự bây giờ tôi cũng đang tìm việc để ổn định cuộc sống, với lại lo cho mẹ tôi nữa. Anh có muốn về làm ở cửa hàng rau hy vọng của em không? Sắp tới em sẽ mở rộng quy mô. Nói thiệt là em muốn giúp đỡ những người đã từng đi tù, những người lầm lỡ muốn làm lại cuộc đời. Nếu được vậy thì tốt quá. Ờ, bên cửa hàng có cần thêm người không? À, tôi có thể rủ thằng em tôi làm chung được không? Hồi đó nó ở chung trại với tôi, sau này tôi gặp nạn thì nó đã cứu tôi, nên tôi muốn đền ơn cho nó, có được không vậy? Tất nhiên là được rồi. Anh cứ rủ bạn anh đi ha. Vậy tôi cảm ơn trước nha. Tôi xin chúc phúc hai người nha. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi nha. Giữ sức khỏe nha. Chào hai người. Tôi đi nha. Bye anh. Bây giờ mới thực sự cảm thấy dự án rau hy vọng của em thực sự rất có ý nghĩa đó. Cũng được. Đúng là vợ của anh mà. Một người tràn đầy tình thương. Sắp được chụp bông rồi, vui quá. Chờ tôi với. Một chàng vỗ tay cho tôi không kể nè. Được rồi, bắt tay. Bây giờ anh sẽ là người chụp bông nè. Bà, tôi thấy cô dâu với chú rể á, thiệt là xứng đôi quá bà ha. Mọi người chuẩn bị nha. Hai, ba, mẹ. Vậy người tiếp theo đám cưới là bé. Đúng là thiên duyên tiền định. Chú đệ là Tí đúng không? Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Nhưng mà em đâu có nói là sẽ cưới anh đâu. Ủa? Sợ lá thiệt. Nè, em mà không cho anh cưới em, anh không cho em cưới ai đâu. Chờ anh với bé ơi. Sợ, sợ, sợ. Nè mấy em, nè mấy em, ở đây có em nào đồng ý là bạn gái của anh không? Ôi,